mà một vị giác ngộ rồi. Còn cũng năm cái thứ đó, nhưng mà ngài A Nan thị hiện cũng như trong đại chúng tỏ ra như chưa giác ngộ nữa. Cho nên cái sự giảng giải ở trong kinh Lăng Nghiêm bữa nay á, nó khác với giảng giải của cái Lý Bát Nhã. Chúng tôi muốn nêu ra để quý vị thấy cái khác rồi đó. Thì cũng là sắc, nhưng mà cái sắc này nó bám biếu vào ở nơi cái chân tâm, cho nên chân tâm không lưu lộ được. Sắc đây là gì? Tức là sắc chất. Trước hết là nói cái sắc chất ở trong cơ thể mình. Do cái gì mà thành cơ thể này? Tứ đại ngũ âm. Ngũ âm đó. Rồi. Thì cái sắc chất này chúng ta từ khi trưởng thành cho đến khi tắt thở luôn luôn cứ chấp quanh quẩn về hình sắc, về hiển sắc, về biểu sắc, tất cả những cái đó cứ chấp những cái phần sắc chấp đó mà quên hẳn cái thực tâm là một chuyện nè. Đến kế đó là thọ hoặc chỉ thọ đó. Phật chỉ trong này cho ngài A Nan á, là lấy một cái khía cạnh mà Phật đưa ra thôi. Cái sự thật ra chúng ta phải kêu là gì đó, phải rộng đường để mà suy luận, để mà tìm hiểu. Cái trong này là chỉ phần nào thôi đó. Thọ cũng vậy, nghĩa là một sự lãnh thọ một sự gì, nó không phải đơn độc. Nó do đằng kia nói vài tiếng, đằng đó kể lại vài tiếng, rồi suy luận cái chuyện kia, rồi đen. Nó đủ thứ chuyện trong đó, nó mới trở thành một sự lãnh thọ. Khi thì lãnh thọ vui, khi thì lãnh thọ buồn, có khi thì lãnh thọ lo, có khi thì lãnh thọ mừng, có khi thì lãnh thọ xả. Xả nữa là xả thọ đó. Cái xả thọ cũng giống là khổ như thế. Thường thường cái xả đó là của một mức độ khá rồi đó. Xả có nghĩa là như thế nào? Là không vui không khổ, tâm trung dung. Nhưng mà cái tâm trung dung đó nó cũng vẫn còn cái sự mà kiểu là thay đổi thay, nghĩa là nó cứ là kiểu là xê dịch mãi mãi đó. Thọ thì bây giờ đây chúng ta phải làm sao mà để ra phải dễ, thành ra quý vị phải dùng cho ngắn mà tập sao mà tới trên Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Từ đó nè, nghĩa là quán sát sự vật kiểu này làm sao cho cái chân tâm nó lưu lộ, tức lưu lộ toàn chân này đó. Rồi đến ngày chỉ cái tưởng tức như là tưởng tượng một cái gì. Thì ở trong này chẳng hạn như Đức Phật nói tưởng một cái mơ, rồi chảy nước, được mê mơ hà mê cũng vậy đó anh. Cãi nữa gùm hết nữa, đã trên danh từ thôi đừng mà. Sao bên đây nó mê nữa là thêm cái danh từ thứ ba nữa đó. Rồi thôi được thôi. Tưởng tượng ở trong này cũng có cái đoạn nó vui lắm. Đức Phật nó nghe người ta nói mơ thì tự vô mẫu người điệu chạy nước miếng, rồi hỏi với cái chuyện đó nó từ ở đâu, từ ở trong cái mơ mà nó có nước miếng, hay là từ cái gì đó, thấy chưa? Tưởng rồi mới tới Phật chỉ cho cái hành đây tất nhiên là chỉ cho cái gì, cái thiên lưu biến chuyển. Cái thiên lưu biến chuyển, cái dòng sinh mạng của mình cũng như là sự vật, nó kêu là gì đó, nó tiếp nối biến chuyển từng ngày, từng giờ, từng phút. Đơn cử một cái thí dụ một cái bàn, mình tưởng đây nó yên, không có đâu. Ở tổng đó, nó biến chuyển, từ cái khi mà hình thành một cái bàn cho đến khi nó hoại là luôn luôn nó biến chuyển, trong cơ thể mình cũng vậy. Nghĩa là hành là gì? Tức là thiên lưu biến chuyển. Đó. Rồi lúc bây giờ mới chấp đầu này, người có trí quá cao thì chấp cao, thấy không? Người trí quá tầm thường chấp tầm thường, người mà không có trí quá nhiều, nghĩa là một chút ít hiểu biết thôi, cũng có nằm ở trong bên này. Nó kêu là mỗi người nó có khác nhau trên phương diện gọi là cố chấp ở trong cái phần ấm,
đề đại. Đến cái cuối cùng là thức. Thức là sao? Là không có ngủ. Thức là hiểu biết phân biệt. Phân biệt chuyện này, phân biệt chuyện kia, phân biệt tốt, xấu, sanh, diệt. Chuyện này, chuyện đó, nó nằm ở trong cái phần thức ấm. Đó. Thì sắc ấm nó che đậy chân tâm, thọ ấm nó che đậy cái chân tâm, tưởng ấm nó che đậy cái chân tâm, hành ấm nó che đậy cái tâm, cho đến thức ấm. Luôn luôn vì vậy cho nên mình tức giọng không nổi, mình chức chứ vọng tưởng không nổi. Mình không có làm gì mà cái chánh niệm nó lên được, không có đem trở về chân. Đó. Thì bữa nay cũng như học Kinh Lăng Nghiêm là để chúng ta thấy rằng tìm một cái phương pháp để mà kêu lại gì đó, thực hành để cho cái chân tâm của chúng ta lưu lộ. Cái chân tâm hay là cái chỗ khác thì Đức Phật nói là cái chữ chân tâm đó, ngài cái chỗ ngài nói là Như Lai tạng. Tạng gì? Tạng tâm, Như Lai tạng tâm. Thì Như Lai tạng tánh tức là chân tâm đó, một danh từ khác vậy thôi. Như Lai tạng, Như Lai đây á, ở dịch bốn chữ này nó là một cái danh từ của nó. Nhưng mà muốn phân tách ra để quý vị thấy rõ ràng, Như Lai đây là chỉ cho cái bản tánh của mỗi người chúng ta. Khi thành một Đức Thích Ca Như Lai thì cũng từ cái Như Lai này, hiện bây giờ chúng ta đây cố gắng tu tập sau này thành một Đức Phật thì cũng từ cái Như Lai này. Chỉ tạng đây á, tức là chứa, chứ không chứa, tàng, kho tàng. Đây là cái kho tàng này. Kho tàng. Tánh á, tức là chỉ cho các bạn tính. Thì cái chữ tạng này á, nếu muốn đọc á, cho nó dễ hiểu là tàng, tức là cái kho tàng. Thì ở trong cái kho tàng này á, họ có chia ra ba. Một là năng tàng. Năng tàng nghĩa là sao? Nghĩa là cái này gọi là cái năng tàng này. Nó vô lượng vô biên, nó kêu là cái hay chứa. Năng tàng là cái hay chứa. Thì ở trong này nó chứa từ vô thủy tới bây giờ, những kiếp nào mình luân hồi, kiếp nào xê dịch, kiếp nào sanh tử đều nằm ở trong cái bản tâm thanh tịnh bao la vô bờ bến này hết. Hiện bây giờ chúng ta chỉ là một cái điểm nhỏ nó nằm ở trong này, ở trong cái bản tâm. Thấy chưa? Rồi. Và cái điểm nhỏ này như nãy tôi nói, nó giống như cục bọt. Và mình cứ chấp cái này là cho là thiệt nè. Cái sự thật đó, cái bản tâm của mình Đức Phật nói nó động lớn như vậy. Rồi. Năng tàng. Kế đó nữa là sở tàng. Sở tàng là sao? Sở tàng là những cái hạt giống chứa trong này. Chứ mà sở tàng thiện ác vô ký, tất cả những cái hạt giống gì trong cái cuộc đời mình, một ý nghĩ nhỏ nó cũng nằm ở trong hình này. Đó. Một cái ý nghĩ tốt, một cái hành động tốt, một cái gì tốt xấu trong cái cuộc đời, nhất cử nhất động nó đều nằm ở trong cái này. Chứ là sở tàng là nó bị chứa. Còn cái chân tâm mà gọi là bao la như thế này, gọi là hay chứa. Năng tàng tức là hay chứa. Do đó cho nên thọ thân này, sanh thân khác, tử thân này kêu là đầu sanh thân khác, là nó nằm ở trong cái vòng kêu là năng tàng sở tàng này. Tất cả những cái hành động gì mà mình làm trong cuộc đời này, hoặc thiện hoặc ác, vân vân, không bao giờ mất, nó nằm trong này anh. Cũng như bao nhiêu cái nghiệp mà đời trước còn lại mình chưa trả hết, mình mang thân đến cõi này mà còn lại những cái nghiệp gì ở cõi trước đó, thì bây giờ đấy cũng phải mà tuần tự để mà trả. Phải nó đến là phải trả, nó đến để mà trả. Cho nên đừng có cái gì buồn khổ hết. Có nhiều người cũng gắng công tu tập, nhưng mà việc này việc nọ nó đến thường xuyên. Nhiều khi mình không khéo, mình quá nghĩ chưa là nông cạn đó, mình nói có lẽ là Phật Thánh không có phù hộ, hay là chư Bồ Tát chư Thiên không có phù hộ. Chứ sự thật ra các ngài nếu mà mình có tu tập có phù hộ chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái nghiệp nó chỉ bớt thôi, nó bớt, nó tùy theo cái sức của mình tác động tu nó, cái tâm mình chuyển đó. Nếu mà cái tâm mình chuyển thì kêu là gì đó, kêu là được mạnh mẽ hùng lực để mà chuyển thì nó lại khác. Còn cái tâm chúng ta chỉ là đại khai,
cầu cho được cái phước thêm, được sống lâu thêm, để cho cái thân này nó kéo dài ra để mà chịu khổ thêm. Nhiều khi cũng cầu nguyện như thế, cầu nguyện sống lâu, sống lâu tưởng sống lâu để tu, sống lâu để tạo tội, mà cũng gắn mà trước bàn Phật cũng cầu nguyện dám dón vậy đó. Ông cho con mạnh khỏe bình yên sức khỏe, tưởng đâu bình yên để mà tu, để mà lợi đời, để lợi mình. Tin này lại nói vậy rồi ra khỏi cái chỗ bàn thờ Phật có thể tạo tội, thành cái cầu nguyện sống lâu để làm gì? Nếu sống lâu để tu, để tập thì nên sống lâu, lợi cho mình, lợi cho người. Chứ nếu mà sống lâu mà để tạo tội thì hỏi cho chị chư thiên Bồ Tát nào mà phù hộ cái đó cho, thấy không? Nó theo cho ông đi sớm như là sớm mà tốt mấy đó. Thành ra nhiều khi phải hiểu cái điểm đó, hiểu được đạo lý rồi, người tu tập mà sở dĩ gặp những cái chuyện chướng duyên này, những cái nghịch cảnh kia, cái chuyện vui lòng, bởi vì cái đó nó không phải tự nhiên, nó không phải đâu, nó đều có cái lốt lan hết đó. Nếu chúng ta cái tâm hồn chuyển thiệt mạnh thì có thể trả lại cái quả báo, nhưng mà trả một cái phần nào, nó tùy theo cái sự mà tu tập chuyển tâm, tức là chuyển của cái đương sự đó của người đó, thấy không? Còn nếu mà chuyển sơ sơ, sơ sơ nghĩa là như thế nào, thì đâu nó còn có điểm đó đó. Cho nên có nhiều người đáng lý ra tới cái năm đó, cái tháng đó, cái ngày đó, cái giờ đó sẽ mất thân mạng, nhưng mà có thể không, có thể là bị một cái tai nạn gì tầm thường, hay là bị một cái gì tầm thường thôi, là bởi vì nhờ cái sức chuyển, sức tu, chứ không phải là không có đâu. Nhờ cái sức tu cho nên mới có thể nói rằng gia giảm, bằng cớ như ngài Diên Án Chịu Khổ, bằng cớ như các vị thiền sư tu, hay là bằng cớ nói một cách rõ ràng như cái vấn đề kim thương mã mạch của Đức Phật đó, vẫn trả, nhưng mà nó có thể nó giảm nhiều giảm ít tùy theo cái tâm của mình trong khi tu tập đó. Bây giờ năng tàn với sở tàn, còn cái nghĩa thứ ba nữa là ngã ai chấp tàn. Ngã ai chấp tàn là sao? Ngã nè, ai nè. Sở dĩ chúng tôi muốn nói cái chữ này nữa, nó là cũng kéo lên cái ông này nè đó. Rồi kéo lên cái chuyện mà vọng đây nè, là tại cái thứ ba này. Ngã ái chấp tàn nghĩa là cái sự luôn luôn nó quý mến cái bản giả ngã, mà nó cố chấp luôn luôn để nó chứa đựng trong cái kho này, từ khi không lớn lên cho đến cái ngày mà gần tắt thở, là vì cái ngã ái chấp tàn này. Nên người tu tập nếu đủ sức thì đầu tiên được tập phá được cái vô minh ở trong 12 nhân duyên, quý học quý vị học đầu đó, tôi là phá cái vô minh. Còn nếu mà mình không có đủ sức á, thì mình phải phá cái ai nó mạnh lắm mà nó mệt ghê lắm, tôi phải thường đó, tôi là ngã ái chấp tàn. Cho nên Đức Phật khi ngài mới vừa ra đời, mới vừa giáng sanh, là ngài đã nói cho thế nhân biết rằng bỏ cái giả ngã đi để trở về cái chân ngã, để hòa đồng với cái chân lý này nè. Cho nên ngài mới vừa sinh ra là ngài đã nói rằng trên trời dưới trời chỉ có cái ngã là số một, cái ngã này là cái chân ngã. Những bộ kinh như bộ kinh Kim Cang hay là các bộ kinh khác toàn là để phá ngã, bởi vì phá cái giả ngã để cho trở về với cái đại ngã, cái chân ngã. Chứ nhiều khi mình không hiểu được đạo lý tại sao cái chỗ thì Đức Phật biểu phải dẹp hết cái ngã tướng, nhân tướng, tướng thành tướng, 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 tướng. Có chỗ thì ngài lại chẳng hạn như người ta chưa hiểu đó, ngài mới vừa sinh ra thì ngài đã nói một câu, nghĩa là coi như là đề cao cái ngã là tột đỉnh, ở trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết, cái ngã là hơn hết, cái ngã đó là chân ngã, cái chân lý. Ai mà trở về cái đó để cho cái ngã ái này phải dẹp nó đi. Nên người tu tập là nhất định phải dẹp ba cái này: năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn. Nó nằm ở trong cái bản tâm. Bản tâm bao la rộng lớn lắm, tốt lắm. Bây giờ đây cũng vì chính cái bản tâm thanh tịnh này, cái chân tâm này, mà Đức Phật mới chịu khó ra đời một lần cuối cùng nữa,
chân ngài đã ở trên cung trời đấu sức đấu hiểm rồi, xuống để chỉ cho chúng sanh một lần nữa. Tuy đời ngài đã lưu về quá khứ đến ngày hôm nay, nhưng mà kinh điển vẫn còn nguyên đó. Do đó cho nên để quý vị thấy còn nhập xứ giới thì sẽ dạy sau. Nhập tức như là thấm, tôi đã nói sơ sơ rồi đó, nhập tức như là thập nhị nhập. Chứ biết thành nhập không? Hay là để học tới đó rồi nó âm nhập xứ không? Nhập tức là lục nhập cho đây nè. Rồi xứ tức là thập nhị xứ, 12 xứ. Rồi giới tức là thập bát giới, tức là 18 cái ranh giới. Thì suốt cả cái vận mệnh của toàn thế giới chúng sanh nó nằm ở trong bốn cái chữ đó: âm, nhập, xứ, giới. Luôn luôn chúng ta cứ sống dơ sáu bốn cái danh từ đó thôi, vì bốn cái danh từ đó nó quá ư kêu là gì, nó quá ư rõ rệt ở trước mắt, cho nên mình cứ chấp theo đó mà không thấy được trung tâm. Đó, điều kiện nó rõ ràng vậy, không có gì khó khăn hết. Bây giờ quý vị theo dõi bài đây là tiếp theo, bữa nay là hết quyển thứ hai nè. Đó, giảng nguyện thiên bạc. Hai thứ phá giải, tức là phá trừ những cái sự mà hiểu biết một cách chỉ giải đây, tức là hiểu biết rồi. Hiểu biết một cách tương đối, hiểu biết một cách không có được thoát ngoài cái vấn đề, kiểu như là cứ qua lại. Chẳng hạn như sang tôi nè, giàu nghèo nè, sanh diệt nè, có không nè, hòa hợp không hòa hợp, cũng như nghĩa là Đức Phật muốn tìm ra cái chân tâm á, ngài nói rằng phải dẹp cái đó, gọi là hai thứ phá giải này. Anh em Đức Phật kêu ông tuy đã ngộ tánh bản giác diệu minh. Hồi nãy tôi nói rằng cái lý giác nguyên á, là cái bản giác diệu nguyên diệu minh, chẳng phải nhân duyên hay tự nhiên. Ông ngộ được cái tánh mà bà kêu là bản giác diệu minh đó, nó không phải nhân duyên, nó phải tự nhiên. Trước kia Phật đã phân tích rồi, nói rõ ràng tìm nhân duyên nó ra. Chủ hình không biết cái gì nữa, bởi vì đang nói về cái lý cái lý mà tìm ra trong tâm là cái lý siêu việt lắm. Còn hiện bây giờ mình đương bàn luận hàng ngày đây nè, sách vở nè, tất cả những cái gì mà mình bàn luận hàng ngày là nó nằm ở trong ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới đó. Thì chính cái đó nó không phải nhân duyên hay là tự nhiên, nhưng ông chưa ngộ được cái lý giác nguyên, tức là cái nguồn gốc giác ngộ ông chưa ngộ. Chẳng phải hòa hợp hay là không hòa hợp là sinh, nó không có phải một cái vật nói về chân tâm á, nó không phải do cái sự hòa hợp mà sanh ra được, hay là không hòa hợp mà sanh ra được, cả hai điều là phải sai nghĩa. Trước hết là phá sức nghĩa hòa hợp, phá sức nghĩa một cái xiềng xích, một cái sự dây xích. Bây giờ phải dẹp nó, khó lắm mà. Sợi dây xích là luôn luôn khó lắm mà, phải dễ nào. Cái chữ xích đây là người ta dùng cũng như xiềng xích. Tất nhiên cái gì là thí dụ cho cái xiềng xích này, ai biết cái? Cố chấp. Cái cố chấp của người đời nó giống như là một cái sợi dây xiềng, một cái sợi dây xích. Cái này nó nâu cho cái kia, nó nâu thôi, nó đủ hết. Cho nên cái chỗ khác gọi là 12 cái gút nhân duyên liên kiệp đến nâu đâu. 12 cái kêu là cái nhân duyên phát khởi. Anh em, tối nay lại dùng tiền trần hỏi ông. Tiền trần tức là cái chuyện trước mắt, những cái chuyện mà ông thấy đó, tiền là trước, trần là những cái gì mà có trước mắt đó, để tôi hỏi ông một lần nữa. Ngài nói vậy đó, ông còn đem tất cả những tính nhân duyên hòa hợp của tư tưởng sai lầm thế gian mà tự nghi ngờ rằng chính tâm bồ đề cũng do hòa hợp mà phát khởi. Ông nói rằng chứng được giác ngộ tâm, cái tâm giác ngộ nó cũng do nó nhờ cái sự hòa, nhờ cái sự hợp mà phát khởi. Đức Phật nếu nói nếu mà còn cái sự hòa hợp hay là bất hòa hợp thì làm sao phát khởi được?
bởi vì nó còn trong dòng cố chấp. Cho nên phải phá cái xiềng xích cố chấp đi. Bây giờ quý vị thấy phá được không? Tôi phá lần lần được. Hả? Lần lần nhưng mà phải phá khá khá, chứ để mà cứ hẹn hoài đó thì sao không nữa. Hả? Nên là quyết định phải phá. Chứ không xong phá ở trên cái phá phẩu đảo tràng này thì hứa phá. Mà 2 giờ tới nhà đó thì lại xích lại. Xiềng xích hả? Gì đâu nó tu di. Nói gì dễ sợ vậy hả? Thì phải rồi, thì nói như nó tu di nhưng mà đúng không? Hả? Hả có kim cương trí không? Thì kim cương trí cũng ở trong mình chứ đâu phải ngoài mình mà có, thấy không? Cũng ở trong mình đó. Hả? Thì phải rồi phải hành đó. Nghĩa là bây giờ chẳng hạn như đừng có nói gì nhiều hết á. Nếu mà người ta chửi mình một tiếng mà chữ đúng á, chứ mà chữ sai đâu. Rồi quý vị thấy sao? Chưa chắc cái diệu hương, chưa chắc xong tay áo liền à. Nó sao sao đó tôi. Hả? Không nhau nói nữa hả? Tập. Không, cái đó phải tập. Mà đúng là phải lo tập. Đó. Thì hiện nay cái thấy của ông lại là hòa với ánh sáng. Bây giờ nói cái thấy hòa hợp. Đức Phật mới lý luận để coi thử cái nghĩa hòa hợp của nó có đứng vững hay không. Cho nên Văn Lăng Nghiêm cũng luận để mà có cái lối lý luận ở đâu nó sát sao vào đó. Thì hiện nay cái thấy của ông lại là hòa với ánh sáng hay là hòa với bóng tối, hòa với cái thông suốt hay là hòa với cái ngăn bít. Bây giờ cái sáng của ông đó, bây giờ ông nó hòa hợp với cái gì? Cái thấy hòa hợp với ánh sáng hay là hòa hợp với bóng tối, hay là hòa hợp với cái sự mà thông suốt, hay là hòa hợp với cái ngăn biết. Ông phải cho biết cho rõ một ở trong bốn cái đó chứ. Nếu hòa với ánh sáng đó, bây giờ này nói nếu là không phải là thiệt. Nếu mà hòa với ánh sáng thì trong ông đang thấy sáng hiện bây giờ đây nè, cái sáng hiện đó nó ví dụ như thấy ánh sáng đèn. Vậy chỗ nào xen lộn với cái thấy đó, và ông đó hòa hợp thì bây giờ cái thấy ông thấy cái ánh sáng đó, thì bây giờ ông cho cái nào mà hòa hợp giữa cái thấy với cái ánh sáng, làm sao hòa hợp được? Nếu hòa hợp hòa với nhau á thì cái tối chút nữa hết sáng, tắt cái đèn đi á thì không được, không thấy tối, bởi vì đã có ánh sáng rồi, hòa với ánh sáng rồi, hiểu không? Đọc nếu mà đọc mà nghiền ngẫm cho kỹ dễ hiểu cho nó đâu, tại vì đọc phớt qua một cái thì thấy sao nó rắc rối quá, ngài cứ vặn tới vặn lui nói đi nói lại như đó. Bây giờ cái thấy ánh sáng đó có thể hiện rõ, còn hình trạng xen lộn thì như thế nào? Cái ánh sáng mà ông thấy cái ánh sáng đó có thể hiện rõ được đó, nhưng mà cái hình thức, cái hình trạng mà nó xen giữa cái thấy của ông với cái ánh sáng mà nó hòa hợp á thì như thế nào? Làm sao mà nói được, làm sao mà nghĩ được? Nếu cái sáng ra ngoài cái thấy thì làm sao thấy được cái sáng? Nếu cái sáng mà nó ra ngoài cái thấy đi, nó nghĩa là nó bỏ cái thấy nó đi thì làm sao mà nó được cái sáng? Còn nếu ánh sáng tức là cái thấy, tức nghĩa là ánh sáng tức là cái thấy, tức là nó một thôi, thì làm sao lại thấy được cái thấy? Mệt lắm mà cũng nhức đầu lắm mà trong biết đâu. Làm Đức Phật khó chịu rồi ha. Ngài phải giải cho đủ bị cái chấp, bây giờ ngài phải phá cái chấp cho Đức Phật khó chịu. Khó vậy. Như cái thấy cùng khắp đó, nói thêm nè, nếu như cái thấy mà cùng khắp á thì còn chỗ nào hòa được cho ánh sáng? Nếu cái thấy mà nó cùng khắp hết thì chỗ nào đó nó hòa ánh sáng? Không lẽ nói rằng là nó lựa ánh sáng mà nó hòa hay sao? Mà sự thực ra cái thấy là cái thấy cùng khắp, chứ không phải là cái thấy một. Còn như ánh sáng cùng khắp thì lẽ ra không hòa được với cái thấy. Nếu mà cái ánh sáng mà cùng khắp á thì nó không hòa được, bởi vì nó cũng như ngược lại với cái tánh thấy mà hòa với cái ánh sáng cùng khắp. Cái thấy đã khác với ánh sáng thì khi xen lộn vào tất cả tất phải làm mất tánh cách ánh sáng. Đó. Cái thấy đã khác với ánh sáng thì khi xen lộn vào tất phải làm mất tánh cách ánh sáng.
mà nói hòa với ánh sáng là không đúng nghĩa. Nói hòa với ánh sáng là không có thế nào mà đúng theo cái nghĩa thông thường suy luận được. Đối với cái tối, ở trên là nó cái sáng rồi, bây giờ đối với cái tối. Cái tối tức là bóng tối. Cái thông suốt, cái ngăn biết nó cũng giống vậy đó. Nghĩa là suy luận một cái trên, rồi ba cái dưới kế đó là bốn cái, tức là cái tối. Cái thông suốt, cái ngăn biết cũng giống vậy. Nó không có cái tánh nhất định gì hết. Mà có như vậy đó là tại vì cái cố chấp của người đời từ ngàn xưa tới bây giờ, từ khi vừa lớn lên trong cái cuộc sống hiện tại, là mình cứ nghĩ đó là thấy ánh sáng, là thấy ánh sáng như thế, mắt thấy ánh sáng, cứ nằm ở trong cái vòng nhỏ hẹp đó mà chấp chừng nó thôi, chứ không vượt ra đó được, không có kêu là không có phá cái đó được. Bây giờ mình học đạo, mình tìm chân tâm, tìm cái Như Lai tạng tánh, là mình phải dẹp cái đó, phải dẹp cái đó. Bây giờ tiếp theo ha, lại nữa này anh em, hiện tại cái thấy nhiệm màu, cái thấy nhiệm màu tất nhiên là chỉ cho cái bản tâm, cái lưu lộ ra cái thấy đó. Cái thấy nhiệm màu sáng suốt của ông lại là hợp với ánh sáng, hợp với cái tối, hợp với cái thông suốt, hay là hợp với cái ngăn biết. Bây giờ cái sáng suốt nhiệm màu của ông đó, cái mà cái tánh thấy, mà tánh thấy gọi là lưu lộ từ trên tâm đó, thỉnh thoảng lưu lộ, nhất là trong khi quý vị ngồi thiền mà thiền cho đúng á, quý vị sẽ thấy một vài cái tia sáng của chân tâm một cách rõ ràng. Còn hiện bây giờ đây á, hiện bây giờ hàng ngày mà nếu như mình không cái tâm nó định, không có thiền quán, thì lại là hoàn toàn sống với một cái cảnh của cách trước của đời. Thì bây giờ ngài nói đó, lâu lâu ông cũng có một cái tâm nhiệm màu sáng suốt lê lói ra, thì cái tâm đó nó hòa hợp với cái nào? Nó hòa hợp với cái sáng, hay nó hòa hợp với cái tối, nó hòa hợp với cái thông suốt, hay là nó hòa hợp với cái ngăn biết? Ít nhất nếu mà ông nói như vậy, nó phải hòa hợp một chứ. Nếu mà nó không hòa hợp thì làm sao ông nói cái nghĩa hòa hợp? Nhưng mà sự thật làm sao mà hòa hợp? Nên suy xét cho cùng nó không có. Nếu hợp với ánh sáng thì đến lúc tối cái sáng đã mất rồi, cái thấy đó đã không hợp với cái tối, thì làm thế nào thấy được cái tối? Đó. Cái thấy đó đã không hợp với cái tối, thì làm sao mà thấy được cái tối? Tức nhiên là không được rồi, mất. Thấy không? Xét cho kỹ đi. Tất cả những cái chuyện đó toàn là cái chuyện vận động của chúng ta. Mà bây giờ phải làm sao mà đập tan cái vận động đó. Đó, cái chỗ đó đó. Khi mà đập tan cái vận động đó rồi, thì mới nói lý đạo. Bây giờ chưa đập tan được cái vận động đó, dầu cái quai kinh kim cương, pháp bảo đàn, lạc viên giác, lăng già, vân vân, tất cả các bộ kinh đó, lo đập cái đó, lo đập cái vỏ ích kỷ. Ai mà càng nói lý không chịu đập cái vỏ ích kỷ á, thì càng nói lý không thì càng trễ ngại, càng đọa lạc. Cái lý đó là lý sao? Ồ, Phật đâu có cần niệm. Thấy không? Cũng như nói rằng Phật tức tâm rồi, cần gì phải ăn chay ăn lạc chi? Thấy không? Đó. Hay là nói gì nữa? Ồ, nghĩa là cái gì nói về cái lý đạo đâu có cần, hình thức không có được. Hình thức ví dụ như là tụng kinh thì mình có lòng thôi, áo rách áo dưới cũng được, như mà cứ mặc áo tràng rồi đi dương tới dương lui, phải nhiều người nói lý vậy cũng được. Bây giờ mình phải từ một cái chuyện nhỏ đến cái chuyện lớn, mình phải nghiêm chỉnh trong cái sự gì, trong cái sự kêu là trật tự. Mà cái đó cũng cái lối phá lầm, phá lầm, phá lầm, phá lầm, cũng cái lối phá chứ không phải là cái lối cố chấp đâu. Tuy nhiên nói như vậy không nghĩa là người Phật tử thì đứng về phương diện hình thức phải có, nhưng mà cũng đừng theo cố chạy theo hình thức. Hình thức chỉ là những người nào sơ cơ chưa biết đạo, còn khi ví dụ như những cái người mà tu khá cao rồi cũng đừng có nên cố chấp quá hình thức. Ví dụ tôi đơn cử cái ví dụ như bây giờ hiện ra lỡ, đương nhiên là mình không phải trang nghiêm đạo tràng đàn nổi đó, phải có cái áo tràng cho nó tiêm tóc. Nhưng mà giả sử có một bữa nọ mà người ta lấy lộn cái áo tràng ở đâu mất đi, thấy không?
thì thôi cứ mặc đồ thường lên tụng bữa đi đâu có sao. Có nhiều người nói cái áo của anh cắt mất tiêu rồi không có tụng kinh nữa, giờ phải chờ mang cái nữa 3 tháng nữa hay là 3 tuần nữa mới có áo mới tôi mới tụng kinh được. Đó là cái lối cắt. Hay là nói một cách dễ hiểu, nếu mà một cái trái khác nữa, chẳng hạn như nói rằng tôi được rồi, cái áo này mới may, nhưng mà mấy chị tôi không có, tôi xin mượn đường lại để tôi có thể về cái giá áo cũ này giặt sạch sẽ rồi mặc tôi thích. Đúng không? Có nhiều người không chịu à, nó không được, mặc áo này người ta khi, nó kinh khi lên tu hành, nó kinh khi chịu không nổi. Do đó cho nên cái dễ hiểu nhất á là đừng cố chấp, mà cũng đừng có nên kêu là buông thôi. Cái công chuyện phải lo tu tập đều đều, đừng cố chấp mà đừng có buông thả. Buông thả là nói lý thì không hết, mà cố chấp cũng không được. Nếu khi thấy tối mà không hợp với cái tối thì lẽ ra không hợp với cái sáng. Đó, cái đó nó rõ không? Không thấy được cái sáng mà đã không thấy được ánh sáng thì làm sao hợp với ánh sáng? Và rõ biết cái sáng không phải là cái tối, bởi vì hai cái nó tương như là nó đối nghịch với nhau. Làm sao mà nó đồng được? Nhưng mà cái thể là đồng. Cái thể nó đồng chứ nó không có khác. Tuy nó có sáng có tối, nhưng mà cái thể của sáng tối đó nó không có khác. Mê ngộ có khác, nhưng mà cái thể của mê ngộ nó không có khác. Chúng sanh với Phật đó có khác, nhưng mà cái thể của chúng sanh và Phật đồng. Do đó mình mới tu. Nếu mà hoàn toàn khác đó, mình mới tu, mình mới tập. Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn biết cũng là như vậy. Vậy cứ nghĩ tới cho ánh sáng một cách thì cái tối ngược lại, cái thông biết ngược lại, và cái thông suốt và cái ngăn biết là giống như vậy đó. Tất nhiên tóm lại cái đoạn trên, cái đoạn A đó là phá cái xiềng xích, nói về cái nghĩa hòa hợp. Thì Đức Phật đã nói rằng giữa này nếu chúng ta muốn tìm cái chân tâm mà còn nằm trong cái dòng lẫn quẩn cho cái này hòa hợp với cái kia hòa hợp với cái này, chưa được. Hãy dẹp nó đi. Đó là một cái xiềng xích từ ngàn xưa tới bây giờ, nó nằm ở trong cái tâm thức. Cái tâm thức tức là nói vọng rồi đó. Nói tâm thức tức là nói cái vọng, cho nên nó trơn. Cho nên nó phát tạo. Hoặc tập quen, hoặc thói quen, hoặc ảnh hưởng này, ảnh hưởng nào. Bây giờ hiểu đạo, biết đạo, bỏ cái đó. Bỏ lầm. B. Phá cái xiềng xích của cái nghĩa không hòa hợp. Trên hòa hợp tức là cũng không được, bây giờ không hòa hợp. Anh An bạch Phật, theo con suy nghĩ, cái tánh thấy giác nguyên màu nhiệm đó, là Phật nói đó, đối với các cái duyên trần và lòng lo nghĩ chắc không hòa hợp. Như Ngài nói vậy là chắc con nghĩ chắc nó không có hòa hợp gì được. Ngài nói như vậy con hiểu, bởi vì nếu mà hòa hợp với sáng thì cái tối không được, tối nó đến không được. Mà nếu mà hòa hợp với cái thông suốt thì cái ngăn biết nó không được. Chắc con nghĩ là chắc là cái tánh đó nó không có hòa hợp. Không hòa hợp thì cũng là mới đúng. Nhưng quý vị thấy, nói nhiều qua thì đúng đó. Nhưng mà chắc bởi vì mình còn cho là không hòa hợp, tất nhiên là bị tiền trần rồi. Mà đã là bị tiền trần thì làm sao mà nói tới cái vấn đề chân tâm mới lưu lộ được. Mình đã chọn trước hết một cái lớp gọi là cái lớp vô minh, hay là một cái lớp tối, thì làm sao cũng chưa nó chiếu sáng mình. Luôn cái không hòa hợp. Nên hồi nãy tôi nói đó, cái trái bỏ đã đành, mà cái phải cũng bỏ. Ta nói tới đây mà người ta chưa học đạo cỡ 5-7 năm trở lên á, chưa phải là thấm nhuần chút ít á, thì lúc bây giờ người ta mới đây sao nó nghi á. Ở đây nó phải không trái thì phải, chứ sao bây giờ bị bỏ phải nữa. Vậy thì tôi có gì. Đó, những người mà mới á, sợ lắm, sợ cái đó lắm. Đức Phật dạy, như ông vừa nói, tánh thấy giác nguyên màu nhiệm không hòa hợp, là chỉ cho cái chân tâm màu nhiệm không hòa hợp. Thì tôi lại hỏi ông, cái tánh thấy ấy không hòa hợp với tướng sáng, hoặc là tối, hoặc là thông suốt, hay là ngăn biết, nghĩa là nó không hòa hợp với cái nào?
ông phải chỉ cho ông, lẽ ông nói rồi họ bắt đầu ông bỏ ông đi sao? Nói ngồi lại ông cắt nghĩa chứ hả, nghe cho ông ngồi đi. Phật hỏi dạ, mở tấm hiệp đó đây. Đó. Nếu tâm thấy ấy không hòa hợp với tướng sáng, thì hai thứ ấy phải có giới hạn. Nếu mà không hòa hợp với nhau thì nó phải có giới hạn. Giới hạn nghĩa là cái xấu nó nằm bên, cái sáng nó nằm bên. Ông nên nghiệm xét chỗ nào là tánh thấy, chỗ nào là tướng sáng trong hai chỗ, lấy chỗ nào làm giới hạn. Bây giờ ông phải chỉ cái giới hạn không hòa hợp cho thiên hạ người ta thấy. Không hòa hợp bằng cách nào à? Bây giờ nó đây nè, cái xấu nó nằm bên đây nè, còn cái sáng nó nằm bên đây, hai cái ranh giới nó giữa nè, giờ nó không hòa hợp được. Nhưng mà trên sự thật nó phải vậy. Hồi khi làm dặn đèn lên thì cái xấu nó không còn nữa, mà hồi khi tắt đèn thì cái bóng xấu nó ngự trị tràn đầy hết. Để làm cái gì ở đó mà không hòa hợp? Cũng bị nữa. Lấy chỗ nào làm giới hạn? Này anh em, vì hai món ấy không gặp nhau được, tối với sáng, thông với biết, nên nếu ở bên tướng sáng thì không có tánh thấy. Tự ông đã chẳng biết tướng sáng ở chỗ nào thì làm sao mà ông lập cái giới hạn không hòa hợp được? Đó là chứng tỏ tánh thấy không hòa được với tướng sáng. Cho đến đối với các tướng tối, thông suốt, nhân biết cũng giống như vậy. Không biết quý vị có ý thức rõ hết không? Chứ không thể nào rất khó đâu. Nghĩa là trên văn tự thì Đức Phật phải dẫn tới dẫn lui để mà biện luận cho nó rõ ràng về cái lý văn tự. Nhưng mà hiểu cái lý đạo à, khi nói đến cái chân tâm của chúng ta là phải xa tất cả những cái vọng chấp. Dầu đó là chấp đúng với cái người đời mà lâu nay người ta cho, thì cái đúng đó chỉ là đúng với cái sự mà vọng động của người đời thôi, chứ nó không đúng với lại cái chân tâm. Lại như nói cái tánh thấy giác nguyên nhiệm màu không hợp, thì không hợp với cái tướng sáng, hoặc là không hợp với tướng tối, hoặc là thông suốt hay là ngăn biết, nghĩa là nó không hợp với cái gì ông phải nói ra chứ. Cái tánh thấy với cái tướng sáng không hợp nhau được. Nếu hai món ấy không hợp được thì nó trái nghịch với nhau. Cũng như tánh nghe với cái tướng sáng không có can hệ gì với nhau, nghĩa là cái tánh nghe hay là cái tánh thấy đó đối với cái tướng sáng nó đâu có can hệ gì với nhau. Như thế tánh thấy chẳng biết tướng sáng ở nơi nào, còn làm sao phát minh được lý hợp hay là không hợp? Bởi vì nó không có biết ở chỗ nào được, nó không có nhất định ở nó một cái phương diện nào, thì làm có cái chỗ nào đâu để mà phát minh, để mình lý luận hợp hay là không có hòa hợp. Đó là chứng tỏ tánh thấy không thể hợp được với tướng sáng, cũng như với các tướng tối nè, thông suốt nè, ngăn biết nè, cũng giống như vậy. Thì bây giờ nói thêm một cái phần nữa để quý vị thấy vừa văn thơ và cũng lặp lại những cái phần mà tinh yếu trong đó. Chân tiếng, vọng tiếng dạy thêm. Phật dạy cái nào là chân tiếng, cái nào là vọng tiếng. Chân kiến là thấy mặt trăng thứ hai. Vọng kiến là mặt trăng ở dưới nước, thấy mặt trăng ở dưới nước. Mặt trăng dưới nước cách cái mặt trăng ở trên trời nó xa lắm. Còn cái mặt trăng thứ hai hãy vừa khỏi, như là nghĩ ống trong mắt á, là cái mặt trăng thứ hai nó trở về mặt trăng liền. Cho nên mới nói là chân kiến, vọng kiến dạy thêm của Phật chỉ. Nghe nhiều học rộng, ngày đêm chuyên cần. Nghĩa là nếu mà nghe nhiều học rộng, ngày đêm cứ lo mà học không á, nghe không mà không chịu tu á, không có chịu phá chấp, không có chịu phá từ cái võ kỹ á, thì cái học với cái nghe nó cũng lợi nhỉ. Như ngày anh An, Đức Phật nói ngày anh An đó, học rộng nghe nhiều, nhưng mà chưa sáng suốt được cái, chưa nhận được cái chân tâm. Nên nói như thế để làm gì? Để cho chúng ta biết rằng người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Học, hiểu chỉ là cái phương tiện thôi. Học rồi là phải hành, hiểu rồi là phải đi, chứ không phải là học để cho thông kinh quán luật rồi, rồi chứ không có hành. Thì cái học đó không có lợi gì, mà nhiều khi nó còn hại nữa. Mình gọi là thông minh đa, ám muội. Mà đạo Phật là một đạo hành. Học là phương tiện, hành là cứu kính.
mà không hành thì không thấy cái gì hay của đạo Phật. Nói thiệt à, quý vị mà nếu mà cứ học thiên kinh giảng điển học hết đi, đi hết nhớ là 100 cái chùa, không phải là thập tự nữa, nhưng mà không chịu hành thì không thấy cái gì hay của đạo Phật. Phải có hành mới có chân giác, tức là thật hành. Riêng chung nghiệp lực hai phần, nghiệp riêng là biệt nghiệp mà chung là cộng nghiệp, hai cái đó vì chấp mà phải nhiều lần đọa xa, vì chấp mà không biết bao nhiêu kiếp, nhiều lần là không biết bao nhiêu kiếp cứ bị đọa lạc, cứ xa vào con đường hiểm. Vọng kiến biệt nghiệp có ra, cái vọng kiến đó là do cái biệt nghiệp mà có ra. Mỗi người mà không học đạo thông suốt, tất nhiên là cứ cố chấp cái của mình như thế đó, chứ là biệt nghiệp. Cái vọng kiến nó do biệt nghiệp mà có ra, là do tâm bệnh để mà lăng xăng, do cái tâm bệnh. Nên có chỗ khác Phật nói rằng, thiệt là chúng sanh đang bị bệnh hoạn mạng. Cái bệnh mà cái bệnh về thân á, không có đáng kể. Giả sử mà nó có chết cái thân ở trong một cái thân này á, thì mình thọ cái thân khác, hoặc là thọ một cái thân khác nó đặc biệt hơn. Cho nên cái bệnh về thân á, nó không có quan trọng bằng cái bệnh về tâm. À, bệnh về tâm mới thiệt là quan trọng. Mà hỏi chứ bây giờ chúng ta đã hết tâm bệnh chưa? Đó là câu hỏi to tương. Trên đường về phải nghĩ, phải suy nghĩ. Bệnh gì? Nội cái bệnh mà gọi là 10 thứ căn bản phiền não thôi. Mình hỏi mình còn hay là hết? Bệnh tham lam, bệnh giận tức, bệnh si mê, bệnh gì nữa? Bệnh ngã mạn cống cao, bệnh nghi ngờ. À, bệnh gì nữa? Đó là năm, là tham, sân, si, mạn, nghi. Bệnh thứ năm là cứ cho cái ý kiến của mình là đúng, đó là ý kiến nè. Ý kiến ngày An Nan mà Đức Phật cứ phá hết, là phá từng lớp để lọc hóa, chưa là chấp nhận ý kiến đó. Rồi ở trong cái chữ thanh năm năm nữa, năm cái ngạch. Rồi tất nhiên là thần kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, rồi kiến thủ nè, rồi giới cấm thủ nè. Đó, từ đó. Hỏi bây giờ mấy cái bệnh đó mình trừ chưa? Có những cái thứ thuốc để trong nhà để tỉnh thoảng sáng uống viên, trưa uống viên, chiều uống viên được chưa? Thuốc để đó, tỉnh thóc qua về nghe không? Lửa thứ lớn tỉnh giống chịu thứ nhỏ nữa. Có thứ đóng điều mãi vàng đó mới chịu tỉnh. À, rồi lâu lâu cũng tỉnh Phật học phổ thông về để đó. Thuốc à, loại là thuốc à, không chịu uống. Để thôi, đóng móc, đóng meo dễ chữ thì nó được à. Nghĩa là nó dễ, chữ A, chữ B thôi nó được. Cho nên thân này, bởi vì cái thân nó cấu tạo bởi những cái chất, nó không có chắc chắn. Bệnh hoạn giả sử chết không có gì đâu đáng sợ, trước sau thì cũng một lần, nhưng mà sợ nhất là tâm bệnh. Nếu mà tâm bệnh mà không trừ được thì trần bất khả xuất, quả trần này không ra nổi đâu nếu mà tâm bệnh không trừ. Cho nên tu tập người Phật tử này là trị cái tâm bệnh. Mà tâm bệnh đó là gì? Tâm bệnh nó hiện bây giờ thuốc ở đâu mà trị, hiện bây giờ thầy ở đâu mà tìm. Có thể thân bệnh người ta tìm tại Paris, ta đi qua bên Mỹ, qua bên Nhật, các nước, ta tìm được. Bây giờ những vị gọi là bác sĩ tấu tâm để mà trị về tâm bệnh đó, bây giờ ai? Nói cái người mà chế ra thuốc mà để tới ngày nay đó, vô thượng y viên, vương lạc, Đức Phật. Cho nên Tam Tạng Kinh Điển là những cái con thuốc. Có thuốc có gì đâu. Rồi bây giờ đây phải cần nhờ, bây giờ Phật, các Phật đã xa rồi. Toa thuốc còn ở đó, mà nếu mà toa thuốc mà cho làm một cái là hỏng hả? Thấy không? Người ta đau bụng mà cho thuốc, đau tim, uống vô là kiêm đi liền, hoặc là quả tán liền. Do đó cho nên phải có những vị sư có thể phải hy sinh cuộc đời. Hy sinh cuộc đời, cái sự thật là sanh ra đây, ai cũng mang cái xác thân thấy không? Nhưng mà phải hy sinh cuộc đời để làm chi? Để mà tìm sao cho ra cho nó đúng với những cái toa thuốc đó để giúp cho đạo. Cho cũng vì mà nếu mà làm cho đúng với cái ý nghĩa đó, người ta mới gọi là tăng bảo, là toàn thể chúng trung tôn, toàn thể quý báu. Bởi vì nếu không có tăng bảo chân chánh thì Phật cũng không ai biết tên, giáo pháp cũng không ai tìm ra được.
do chỗ đó đó mà có thể người ta hiểu được đạo. Những vị tăng thiệt là chân chánh mà giúp ích cho đời, thì cái giả sử mà người ta đem cả thân mạng, đem cả tài sản, đem cả những cái gì mà người ta bỏ dịp tất cả những cái đó là cái có thể quyển mọn để mà tìm cái chân. Và khi mà tìm ra được cái chân chính rồi thì tất cả những cái quyển mọn đó. Do đó cho nên người ta mới quý trọng ngôi tam bảo. Cả hai lúc sáng nè, tối nè, cũng đều gọi là không thấy cả thì mới đúng. Còn nếu như hai cái sáng và tối tự lấn át nhau, lấn át là hiểu sao không? Nếu mà cái sáng nó tối nó quá nhiều đi thì nó trở thành tối chứ. Cái tối rồi nó át nó quá nhiều đi, thấy không? Rồi nếu mà cái sáng mà nó quá sáng là ví dụ như một cái nhà tối như thế này mà mình chỉ một vài con đom đóm nó bay á thì nó không đủ sức, thấy không? Nó không đủ sức sáng. Đó. Cho nên cái chỗ này nó át nhau là vậy đó. Chứ không phải trong đó cái tánh thế của ông tạm thời không có. Không phải cái tánh thế của ông tạm thời không có thì tối nó có, không có tánh sáng thì sáng tối không phải tạm thời nó không có, nó luôn luôn có, ông thấy không? Như vậy thì làm sao nói là nó nhân duyên cái gì đâu, nhân duyên nó như vậy mà nói nó tự nhiên cũng được, nó tự nhiên nó lạc vào một cái cảnh khác. Cái này phải nghiên cứu lắm, đến này là về phải thiền á, mà thiền phải là Surangama đại định á. Kêu là đại định tức là một cái thiền định nó tổng danh tất cả các cái định khác. Thế thì biết cả hai lúc đều gọi là thấy, chớ sao lại gọi là không thấy? Nếu như vậy thì thấy tối cũng là một cái thấy, mà thấy sáng cũng là một cái thấy, thì như vậy thì nên người đời phải gọi nó là hai cái thấy hoặc là bốn cái thấy. Mà người đời làm sao có ba bốn cái thấy được, làm sao nói nhân duyên? Anh em, thế nên ông biết rằng trong lúc thấy sáng, cái thấy không phải là cái sáng, rõ thấy không? Cái thấy không phải là cái sáng. Trong lúc thấy tối, cái thấy không phải là cái tối. Cái thấy là cái thấy. Cái thấy là cái lưu lộ của chân tâm. Trong lúc thấy hư không, cái thấy không phải là hư không. Trong lúc thấy ngăn biết, cái thấy không phải là ngăn biết. Bốn nghĩa đó đã thành lập rồi. Ông nên biết khi nhận thấy tánh thấy thì tánh thấy không phải là cái thấy. Tánh thấy không phải là cái thấy. Đó, nó đi vô một lớp nữa đó, đi một tầng nữa. Bệnh lắm, thành ra học mà tìm cái ông chân tâm này cũng mệt, bị lâu nay ông ở chỗ kín quá rồi bây giờ tìm ông mệt lắm. Ở trong người mình mà không biết ông ở đâu đây nè. Nhiều khi mà đêm mà xẻo hết từ đầu đến chân không biết tìm ông ra chỗ nào mà ông có trong á. Cái màu nhiệm ở chỗ đó đó, không biết ở đâu. Có nhiều người nói thôi bây giờ họ không nói chân tâm. Ở trong kinh Pháp Cú Thí Dụ á, có người đó họ nói bây giờ họ muốn tìm cái linh hồn, cái thần thức á. Mà cái thần thức đó gọi chân tâm chứ gì nữa. Gần chết rồi biết sao, đem cái người đó, mới gần chết thôi à, mới cũng còn lấy cái linh tánh có hoạt động. Cái họ lấy, đây là hồi trước còn ở nhà quê đó, tức là họ làm một cái gì, họ tét lại chứ, đầy hết là kính là cũng như họ lấy thằng đồ dán này để họ coi thử coi khi mà chết rồi á, thì cái thần thức đó, cái linh tánh, cái chân tâm nó đi đâu, làm sao nó đi được, bởi vì biết hết rồi trơn á. Trong cái pháp cứu thí dụ nó vậy, nhưng mà chết không? Chết. Vậy thì bây giờ nó đi đâu? Đó, thì nó thế này nè. Do đó cho nên có biết rằng cái linh tánh của con người nó chu với pháp giới. Có thể nói rằng cái tốc, cái sức nhanh của nó, cái tốc độ của nó có thể nói rằng nó bằng cái tốc độ của điện lực hàng trăm cái tốc độ của điện lực. Cho nên nó ở trong cái quả địa cầu này, thí dụ như bây giờ cái linh tánh nó nằm ở Việt Nam, nó ở Việt Nam, ở trên khoảng không gian, trong khi chết trong 49 ngày cái linh tánh nó vẫn còn ở lơ lửng đó, nó đợi cái định nghiệp rồi nó mới đi đầu thai hoặc là đi xuống địa ngục hoặc là đi đâu đó nghĩa sau đó. Thì lúc bây giờ nó có một cái nhân duyên gì đó ở bên một cái gia đình nào ở bên Pháp mà đã có tương đắc, đã có biến, thì cái linh tánh đó nó xẹt vào ở trong một tích tắc.
mà nó cả vắt ngăn tất cả những gì nó đều thông thương qua hết. Rồi tại sao cái linh tánh ngon lành như thế mà bây giờ lại bị xuống địa ngục, hoặc là bị vô trong làm cái loài súc sanh, hoặc là ở làm cái loài ngạ quỷ? Là tại vì cái danh từ dễ hiểu lắm, tập giữ tánh thành. Cái tánh con người của mình từ khi không lớn tới bây giờ mình quá độc ác đi, cho nên cái độc ác đó nó vô hình vô tướng, mà nó sẽ gì, nó bao vây hết cái linh tánh đó. Linh tánh với cái độc ác nó không có hai đâu. Cho nên khi chết rồi thì cái độc ác nó kéo xuống cái chỗ nào mà độc ác nó nằm đó. Dễ hiểu quá, cho nó thiệt là dễ hiểu trong cái khó đó. Còn nếu cái linh tánh nó trong sạch, nó thiện, nó nghĩa là thiện, thì tự nhiên là cái khi lúc bây giờ thì cái linh tánh, cái nghiệp với cái linh tánh nó là một thôi, thì nó nhẹ nhàng, nó tự tại, bởi vì nó không có nặng. Do đó cho nên các vị Bồ Tát, các người người ta tu cao, người ta tu gọi là chuyển được nghiệp đó, người ta muốn đi đầu sanh chỗ nào cũng được, không có ở trong cái quyển Liễu Sanh Thoát Tử đã có nói cái điểm đó. Nói điểm đó là điểm gì? Khi con người chết rồi, nó giống như là một cái sợi rong. Còn cái nghiệp của cái người chết đó, nó giống như những cái luồng gió cuốn. Đáng chưa? Nó cuốn đâu phải theo đó. Thì nó cuốn vô trong núi, trong rừng, phải vô trong đó, nó cuốn đó cái nghiệp. Người ta diễn tả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho các cái cảnh giới để mà mình ý thức. Chứ nó cuốn theo cái nghiệp. Do đó cho những cái nghiệp độc ác quá, những cái gió nghiệp đó nó cuốn đi vào trong các núi non. Rồi khổ quá, lạnh quá, rồi những cái núi non cao thế, cọp beo hùm xoáy. Trong khi đó thì cọp beo hùm xoáy, nó có thể nó cái vấn đề kêu gọi là, hả? Không, cái vấn đề. Thì trong lúc đó cọp beo hùm xoáy, gọi là cái vấn đề nam nữ đó. Thì cái thần thức nó sợ, ở đó nó sợ quá, nó phải cần phải vô một cái gì để nó nương tựa, thấy chưa? Thì khi đó cột beo rừng sói nam nữ đó, trong quyển Liễu Sanh Thoát Tử nói cái đó mà đúng vậy chứ không phải sai đâu. Làm sao bị nhiễm? Ngọc, viên ngọc với lại đất mà nó bám trong viên ngọc á, bây giờ làm sao chúng ta nói nó là hai được, mà làm sao gọi nó là hai được? Nó chỉ bám vô đó thôi, thấy không? Thì bên ngoài là mình thấy rằng chàng đất sao mà nó bám hết trong cái viên ngọc này, không thấy được viên ngọc. Mà chẳng những đất đâu, những là xi măng ở trong đó nữa, rồi dầu hắc nữa, nó bám ở trong hết. Thì đâu có thể gọi dầu hắc với xi măng đó với viên ngọc là một được, thấy không? Nhưng mà không thể gọi nó là hai được, bởi vì cái viên ngọc đó đã bị cái thứ đó nó nhiễm. Còn nếu cái viên ngọc đó bây giờ ta lau sáng rồi, ta để bốn phía toàn là thủy tinh không ha, thì cũng không thể nói thủy tinh với viên ngọc đó là một được. Nhưng mà thấy cái chiếu sáng này, một cách rõ ràng. Thì ý thức mấy cái điểm đó mà hiểu. Bốn nghĩa đã thành lập rồi, ông nên biết khi nhận thấy tánh thấy thì tánh thấy không phải là cái thấy. Tánh thấy còn lìa cả cái thấy, và cái thấy không thể đến nơi tánh thấy được. Thấy không? Cái thấy đó không thể tới nơi cái tánh thấy được. Làm sao ông còn nói đến những nhân duyên nè, tự nhiên nè, và tướng hòa hợp? Ông nói lăng xăng quá ông ơi. Hàng thinh văn, các ông hẹp hòi không rõ, không hiểu thấu được sự thật thanh tịnh. Nay tôi chỉ giáo cho các ông, các vị nên khéo suy nghĩ một chút, không nên giải đãi trên con đường Bồ Đề. Bồ Đề tức là tìm giác ngộ đó. A Nan vọng nhận nhân duyên, quyền nghi Phật nói chỉ riêng tam thừa. Dầu cho chỉ tam thừa Đức Phật cũng quyền nghi thôi. Hư không sáng tối ngăn ngừa, bên ngoài là vọng thấy vừa chân tâm. Thấy vừa tức là vừa thấy đó. Bên ngoài đó là vọng đành đi, nhưng mà thấy vừa tức là vừa thấy một cái gì đó, là cái chân tâm nó lưu lộ trong đó. Người ta gọi là đệ nhất sát na nãy tôi giảng đó. Cái thấy gì mà mới thấy phớt qua một cái đó, thì cái đó, cái thấy đó là nó có lưu lộ một chút chân tâm ở trong đó. Mà hãy đến cái đệ nhị sát na mà phân biệt á, ồ đây là cái bông vàng, đây là cái bông hồng, đây là cái bông này, là nó có sự phân biệt rồi. Thì tất nhiên là cái hồn nhiên của bản tâm nó rút vô lại, vì cái vọng nó án ra rồi.
cái vọng nó án rồi thì cái ông kia phải đó, nó vậy đó thôi à. Thành ra tôi phải diệt vọng là vậy đó, diệt hết cái vọng thì tự nhiên cái kia nó diễn lộ. Nghĩa lý sáng tỏ thẩm thâm, các ông nên biết đừng làm đường tu. Trên đường tu cũng phải khéo, đừng để nó làm, nó làm mệt lắm. Kêu là hễ làm một á là nó làm tất cả. Kêu là sai một ly á nó đi ngàn dặm. Đừng tưởng, thành nó phải giữ gìn. Khôn khéo suy nghĩ công phu, thấy tánh nhận rõ phần ưu về mình. Khi mà thấy tánh mà nhận rõ thì cái phần ưu điểm tiến tu về mình đoạn đấy thì xong đó. Hai thứ vọng kiến, mấy cái ông này sau này cũng mệt, khó. Hai thứ vọng kiến. Ngài A Nan bạch Phật, Thế Tôn, vì chúng con làm lạc mà thuyết nghĩa nhân duyên, tự nhiên hòa hợp và không hòa hợp. Tâm chúng con nghe qua chưa hiểu rõ, Đức Thế Tôn lại thuyết thêm nào là chân kiến thấy vọng kiến, rồi chân kiến không phải là vọng kiến, khiến cho tâm chúng con lại thêm bối rối nữa. Đức Thế Tôn dụ lòng thương xót, chỉ giáo cho tâm giác ngộ minh mẫn. Thưa xong Ngài A Nan lễ rồi im lặng để nhận lãnh lời giáo huấn. Bởi vì những cái chuyện kia chưa có rõ mà rồi từng ngày nói tới nào là chân kiến, vọng kiến, kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly, kiến kiến bất mang cập, rồi làm sao con hiểu nữa. Thì thôi dừng tới đây để cho chúng con hiểu Ngài dạy. Phải như vậy. Và phải đi tới phá mà. Tất cả là chỉ là phá những cái vọng kiến chứ có gì đâu. Lúc ấy Đức Thế Tôn thương tôn, thương xót tôn giả A Nan và cả đại chúng. Định sẽ chỉ dạy môn Đà La Ni. Đà La, đại Đà La Ni, đại là lớn, Đà La Ni là tổng trì. Đại tổng trì có nghĩa là bao hàm các pháp vi mật thâm diệu và tất cả công đức nó nằm trong đó. Ví như môn tổng trì chú tâm thủ lăng nghiêm, gọi đó là môn Đại Đà La Ni, là con đường tu hành màu nhiệm các pháp chánh định. Bảo A Nan rằng, ông mặc dù có trí nhớ lâu, lại thêm phần học rộng, song mà chỗ vi diệu quán chiếu Samatha, tức là định, tâm còn chưa rõ. Nay ông gắn nghe cho kỹ lưỡng, tôi sẽ vì ông phân tích chỉ bày, đồng thời cũng khiến cho những kẻ còn phiền não tương lai đặng quả giác ngộ. A Nan, tất cả chúng sanh luân hồi trong thế gian đều do hai nhận thức sai lầm, nhớ hai nhận thức sai lầm, phân biệt trái ngược, chính nơi tâm tính phát sinh, chính theo nghiệp báo mà xây vòng. Cũng từ nó tâm tính mà phát sinh nó ra, rồi cũng tùy theo cái nghiệp báo mà xây dần. Hai cái nhận thức đó là gì? Một là nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sanh, hai là nhận thức sai lầm nghiệp chung của chúng sanh. Hồi nãy tôi đã giới thiệu rồi, đã nói rồi. Vọng kiến biệt nghiệp, cái danh từ chuyên môn gọi là vọng kiến biệt nghiệp, tức là cái nghiệp riêng mà mình thấy đó. A Nan, như người trong đời mắt bị nhậm đỏ, ban đêm trông thấy ngọn đèn có bóng tròn năm sắc bao phủ. Nói cái bóng tròn tròn thì nó không bằng cái vần tròn lòa đỏ năm màu này đúng hơn. Năm sắc đây là tiêu biểu cho năm quẩn đó, sắc tạo tưởng hành thức. Ý ông nghĩ thì sao? Ban đêm thắp đèn hiện ra cái bóng tròn đó, cái vòng tròn đó, vậy cái bóng tròn đó ấy là sắc của đèn hay là sắc của tánh thấy? Thấy không? Cái đó là cái vòng tròn thấy có năm sắc đó, đó là của đèn hay là của tánh thấy? Không phải của này. Này A Nan, nếu nói bóng tròn là sắc của đèn thì tại sao người không bị bệnh nhậm lại không thấy, mà chỉ có người mắc bệnh nhậm mới thấy như vậy? Thấy chưa? Bệnh nhậm là thí dụ cho chúng sanh phàm phu mê. Tại sao những cái người ta không có nhậm mắt, ta không thấy? Cũng như sự vật mà hồi nãy giờ ông nói đó, tại sao những cái bậc giác ngộ ta không thấy, mà có mình ông với ông đại chúng thấy? Thí dụ như thế. Nếu nói bóng tròn là sắc của tánh thấy thì tánh thấy quá thành sắc. Như thế bóng tròn của người bệnh nhậm là gì? Gọi là gì? Anh em. Lại nữa, nếu cái bóng tròn, cái vòng tròn đó lìa đèn mà riêng có
thì bốn khía cạnh có những nào là bình phong nè, trướng nè, bàn ghế đều hiện ra bóng tròn hay sao? Nếu nói nó liên có thì bây giờ đây á, ở bốn phía, ví dụ như đây là cái đèn, nhưng mà bốn phía có bình bông nè, có này kia kia nọ, thì nó cũng hiện ra hết hay sao? Cũng hiện ra, vậy cái này nó cũng hiện ra cái gì? Cũng là bóng tròn, là tất cả đâu phải vậy. Chỉ con mắt mình thấy đèn là đèn nó vậy. Nghĩa là nó do cái nhậm đó mà cái ánh sáng nó tỏa ra vậy thôi. Nếu bóng tròn lìa tánh thấy mà riêng có, thì không cần mắt cũng thấy được. Tại sao chỉ mắt nhậm mới thấy cái bóng tròn đó, cái vòng tròn đó? Anh em, cái vòng tròn không phải ở nơi đèn và tánh thấy mà sanh, cũng không phải lìa đèn và tánh thấy mà có. Mà chỗ đó đó. Vậy bóng tròn, cái vòng tròn đó do chỗ nào mà hiện ra? Gạn lại rồi để mà giải thích. Cho nên luôn luôn cái lối lý luận của nhà Phật là vậy đó. Phải gạn lại cho rõ ràng để nhận chân rồi mới giải thích. Vì lẽ đó, ông nên biết đèn chỉ có yến sáng chứ không có vòng tròn bóng tròn. Do mắt nhậm mới sinh ra bóng tròn, chứ đèn và tánh thấy không quan hệ chi cả. Đó hơn. Các ông chớ nói bóng tròn phát khởi do đèn hay tánh thấy, hoặc chẳng phải đèn chẳng phải tánh thấy, cả hai đều sai hết. Thị cũng pha sai mà phi cũng sai. Mà sự đời là đến như vậy. Học cái này để mình nhận trong cuộc đời, để mình tu, chứ không phải học cái này là nói chuyện đèn như lại đuốc đây đâu. Ví như mặt trăng, nói thêm nè, cái đoạn này trước đã nói rồi, bây giờ nói lại để cho rõ. Ví như mặt trăng thứ hai không phải là thể hoặc là bóng của mặt trăng thiệt. Vì sao? Vì mặt trăng thứ hai do dụi mắt mà có, ống của mắt mà có, chứ không phải thiệt có. Các ông có trí huệ không nên nói đó là hình mặt trăng hay là chẳng phải hình mặt trăng. Nói hình mặt trăng khi mà mình thấy mặt trăng thứ hai cũng trật, mà nói đó không phải là mặt trăng cũng trật. Nó chỉ là thứ hai trong giả. Cũng chớ nên nói lìa tánh thấy hoặc là không phải lìa tánh thấy mà có. Đã quyết các bóng tròn sinh ra do mắt có bị ngậm, thì còn nói chi là đen là tánh thấy hoặc chẳng phải đèn, không phải tánh thấy. Ấy là cái nghĩa vọng kiến biệt nghiệp. Đó là riêng mỗi người đó. Kêu là vọng kiến biệt nghiệp là tại mỗi người mê lầm mà nhận chân cái tánh thấy đó, thế này, thế kia, thế kia, thế nọ. Tánh thấy là đại diện cho cái tâm. Bây giờ nói tới cái phần chung nè. Vọng kiến đồng phần. Anh An, trong cõi Diêm Phù Đề này, trừ đại hải ra, trừ một cái biển lớn bao la ra, phần đất còn bình nguyên có 3.000 châu, ở giữa là đại châu bao trùm từ đông sang tây, có 2.300 đại quốc. Ngoài ra các châu nhỏ ở giữa các biển có độ 200 nước hoặc là 300 nước, hay là 10 nước hoặc là 20 nước hoặc là 30, 40, 50 nước. Giữa các châu nhỏ có ít châu gồm 2 nước chung nhau. Chúng sanh ở cảnh giới ấy đồng bị một loại ác duyên. Chúng sanh ở trong mỗi cái châu đó nên gặp nhiều việc không tốt, thấy nhiều cái hiện tượng không lành. Chẳng hạn như khi không để rồi nó hiện lên, thấy không? Một cái quần đỏ chung quanh mặt nhật mặt nguyệt, thấy không? Đó là cũng cái chuyện nhật thực nguyệt thực. Hoặc là có cái chấm đen ở mặt trời, hoặc là mặt trăng, hoặc là hiện sao chổi, hoặc sao phướng, sao băng, móng nổi, khói đen che mặt trời, mặt trăng, khi có khi thì nhiều ngày đêm không thấy nhật nguyệt, nhiều loại ác tượng hiện hiện. Nhưng đó, những cái ác tượng hiện hiện như vậy đó, nhưng chỉ có chúng sanh cái nước ấy thấy nghe mà thôi, cái nước khác người ta không có thấy nghe. Mà cái đó nó phải là nó ở gần ở đâu, nó ở tuyệt xa. Là nó kêu là đồng phòng. Chúng sinh các nước khác không thấy nghe như vậy, đó là nghĩa vọng kiến đồng phòng. Còn ở trước là biệt phòng, biệt nghiệp. Hai việc hộp sáng. Bây giờ ở trong cái điểm đó, ở trong hai cái điểm đó, bây giờ người ta tổng hợp lại. Này anh em, tối nay đem hai việc đó lui tới kết hợp
mà chỉ rõ, cũng nhắc thêm thì thôi, lui tới nghĩa là nhắc thêm để cho nó rõ thêm, sợ không hiểu. A, biệt nghiệp học sang. A Nan, như sự nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sanh kia, thấy nơi ngọn đèn hiện ra bóng tròn, mặc dù y như tiền cảnh, nó giống như cái có một cái cảnh trước, song rốt cuộc là do bệnh lòa mắt kẻ ấy mà tạo thành. Lòa là bệnh của cái thấy, nhớ nha, lòa là bệnh của cái thấy, không phải do sắc tướng tạo ra. Nhưng người nhận thấy được bệnh lòa vẫn không có lỗi lầm về sự thấy cả. Khi mà đã nhận lầm lận, nghĩa là nhận được cái mê lầm của mình á, thì nó không có lỗi lầm về cái sự mà mê lầm. So với hiện nay, ông dùng con mắt xem thấy núi sông cõi nước cùng chúng sinh đều là do bệnh thấy từ vô thủy tạo thành. Cái mà ông thấy cõi nước nè, thế giới này, chúng sanh mình thấy nó là cái bệnh đó, cái chấp quen nó từ vô thủy tới bây giờ. Cho nên khi mà người ta lớn lên dẫn thì thấy núi đó là bà mẹ hay ông cha, người anh gì vậy, đó là núi, tự nhiên nó nhận chân được. Đó là biển, nhận chân được liền, là cái đó là nó tạo từ đời nào tới bây giờ. Cái thấy cùng sự bị thấy viên nhau thành như hiện ra tiền cảnh, thật chất vốn là bệnh lòa. Năng kiến sở kiến của tâm tính mà thôi, cái thì năng kiến, cái thì sở kiến, cái thì hay thấy, cái bị thấy thôi, chứ đó không phải là cái tính thấy. Hiểu biết rằng thấy như vậy tức là bệnh lòa, thì cái tâm hiểu biết ấy nhận thức không lòa. Hiểu biết thấy như thế là bệnh lòa, thì sự hiểu biết đó không phải trong phạm vi bệnh lòa, rõ không? Đó thật là nhận thấy tánh thấy, sao còn gọi là thấy nghe hay biết? Thế nên, nay ông thấy tôi cùng ông và 10 loại chúng sanh trong thế gian đều là thấy lòa. Nay ông thấy tôi cùng ông và 10 loại chúng sinh, 10 loại chúng sanh biết không? Trong thế gian, chúng sanh đã có 10 loại không? Hả? Noãn thai thấp quá, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu sắc phi vô sắc, phi hữu tưởng phi vô tưởng, 10 loại. Mà nội mình biết 10 loại chúng sanh đó, mấy cái loại mà phi hữu tưởng phi vô tưởng nó mình biết không nổi. Nếu mà định là thiền định mà cao thì biết nổi, có ánh sáng nó xẹt xẹt ra thì đi biết, còn nó chưa xẹt là đâu có biết nổi. 10 loại chúng sanh trong thế gian đều là thấy lòa, chứ không phải là thấy được cái bệnh lòa. Tánh thấy chân thật kia vốn ra ngoài bệnh lòa, cho nên không gọi là cái thấy. B. Đồng phần hộp sáng. A Nan, như các chúng sanh kia đồng phần hộp thấy, so với vọng kiến kia theo nghiệp riêng của mỗi người. Một người mắc bị bệnh vì hư vọng mà thấy bóng tròn, giống như chúng sinh đồng phận vọng thấy trong nước có ác tướng kia, thấy không? Ác tướng tất nhiên là chỉ nhưng mà thấy nhiều khi một số người thấy thôi, chứ không phải hết cả nước thấy đâu. Một cái vùng nó thấy là hô lên, sao chỗ mọc nó quét hết cái vùng trời này, rồi la lên, rồi từ cái nghiệp đó rồi nó chứ không phải là thấy hết. Quý vị thấy sao chỗ rồi cho sao phướng được không? Vì đồng phần gây ác nghiệp mà thấy các ác tướng, chỗ sở do là bệnh vọng kiến tạo thành từ vô thủy. Ví như cõi Diêm Phù Đề là cõi bốn châu mình ở này, một trong bốn châu nè, có 3000 châu gồm 4 biển lớn, tứ hải giai huynh đệ đó, thế giới ta bà cho đến 10 phương quốc độ hữu lậu, cứ chê mình hữu lậu không phiền não quá, cũng như các chúng sanh đồng là diệu tâm giác ngộ, mỗi chúng sanh đều có một cái tâm nhiệm màu giác ngộ sáng suốt vô lậu. Nhưng vì một niệm bất giác, rồi nhớ cái điểm này là điểm quan trọng nè, ai cũng có một cái sáng suốt vô lậu đó hết á. Do đó cho mình cứ kinh nghiệm một cách dễ đi, một kinh nghiệm một cách kêu là sơ đẳng đi. Ví dụ như bây giờ một cái gì mà mình muốn, lẽ ra theo như mình nghĩ, nếu mình không cố gắng thì mình không thể làm cái đó được, nhưng mà mình cố gắng là mình làm được. Tất nhiên là mình có một cái tánh sáng suốt vô lậu ở trong. Mà cái chuyện nhỏ mình làm được, tại sao cái chuyện sáng suốt vô lậu thành Phật mình không chịu làm? Làm được, không có khó, chắc chắn được. Nhưng vì một niệm bất giác lúc
tối sơ, lúc đầu đó, bất giác, ngủ gục, nó gọi là buồn ngủ, ngủ gục đó, cho nên mới thấy đủ thứ hết. Mà có vô minh, thêm khi nhắm mắt lại gục lên gục xuống là minh, sao nói minh? Ngồi bên có đập dây nữa cũng gục nữa. Đó, thì làm sao mà minh được? Mà có vô minh mê lầm, mà đã là như thế thì tất nhiên là mê lầm. Ngồi thuyền ta mỗi người hàng như thế này nè, mà hãy ngồi thuyền thì ta đọc với ta phát hiện. Để tối gì cho cái tâm nó sáng, thấy không? Thôi thì thôi, hết người này gục, người tống người kia gục. Cái người bên đây có nhiều người ngáy nữa nghe không? Có nhiều người báo cáo tôi nói thì tội quá, hổ ngồi thiền, cái người đó ngáy, cái huynh nó ngáy. Mà hãy nói đã ngáy đó là biết rằng sơn hà đại địa chúng sanh nó nằm ở trong đó. Đó là thực tế, anh nói thực tế đó. Đương ngồi thiền cả hàng sắp nào là có bồ đoàn ngồi, đâu có bộ ngon lành áo tràng đâu gì dẫn vô chứ đâu phải ít. Có chịu nổi không? Mở thì chưa có ai báo cáo, dù lâu nay chưa báo cáo mà cũng có chỗ họ báo cáo nghe. Nếu mà ngồi mà từ 2-3 giờ đó, 2-3 tiếng đồng hồ, dám mớ nữa mà. Cái này mới ngồi có 1 tiếng chưa, mới ngáy đâu, quá sức rồi. Nên chúng sanh cái mê lầm nó phiền lắm đó. Lúc tối sơ mà có vô minh mê lầm, do mê lầm này, đó đây nè, do mê lầm này mà có kiến, văn, giác, tri. Kiến là hay, văn là nghe, giác là hiểu biết, tri là tất nhiên là biết rõ thêm. Cái giác là chỉ mới có hiểu thôi, mà tri là biết sâu trong đó, gọi là tri. Nó chỉ là do cái mê lầm này mà có kiến, văn, giác, tri, vì bốn thứ này mà gây vọng nghiệp. Gây không biết bao nhiêu vọng nghiệp, thức nghiệp vọng động á. Rồi nghiệp này phát sinh ra các cái loại tập khí hư vọng. Tập khí nghĩa là thói quen. Tập khí đây là thói quen. Cái gì cũng thói quen, thấy không? Ăn là có cầm đũa ăn mới ngon là thói quen. Ấn Độ người ta nói rằng không được, phải bóc mới ngon. Thói quen. Bên này phải có nĩa muỗng cầm chỉ xuống dạng nó mới ngon là thói quen. Rồi chê, người này chê người kia, nói ăn cầm đũa kỳ quá, ta ăn phải có cái muỗng nĩa là coi nó thanh bay, rồi bắt chước. Cũng như Ấn Độ, khi thấy chúng tôi ăn cầm đũa, họ chê, nói chàng ăn gì đó, được, không có sạch sẽ gì đâu, nghĩa là phải bóc như chúng tôi gì mới sạch sẽ. Phiền, mình lại chê họ ngược lại, thành ra nó vọng kiến với nhau hết. Cho nên hiểu được như vậy rồi, đừng nên chê, cái đó là cái tập quán. Kể thì thích mặc áo dài Việt Nam, người thì người ta không thích là tại vì người ta không phải là người Việt Nam, tập quán từ nhỏ tới lớn, thấy không? Thì cái đó là tập quán đó. Rồi nghiệp này phát sinh các loại tập khí hư vọng, tập khí là thói quen, hư vọng là nó không thiệt. Bệnh duyên giả dối đó, hết sinh cái bệnh này tới bệnh kia giả dối rồi nó tạo ra nó thành chuyện. Hòa hợp thì vọng sinh, khi cái gì mà nó hợp với cái tánh mình á, thì cái chuyện đó nó sinh ra, nó thành chuyện. Không hòa hợp thì vọng tử. Không hòa hợp với mình thì cho cái chuyện đó nó không đáng với mình, không có thèm nói chuyện tới nữa, không có thèm gửi lời, thì đó là tử. Nếu dùng pháp môn vi mật quán chiếu mà xa lìa các bệnh duyên hòa hợp và không hòa hợp, quyết diệt trừ cậu gốc sanh tử viên mãn bồ đề, tánh không sanh diệt, bản tâm thanh tịnh, bổn giác thường trú. Đó. Khi mà chúng ta biết quyết diệt trừ cái cậu gốc sanh tử, để mà cho toàn đầy cái tánh giác, viên mãn bồ đề là toàn đầy cái tánh giác, thì cái tánh mà không sanh diệt đó, đừng có chấp có sanh, có diệt, nhân duyên, tự nhiên diệt nó đi, để cho cái bản tâm hoàn toàn thanh tịnh lưu lộ, thì cái bổn giác nó mới, bổn giác tức là cái giác ngộ gốc của mình đó, lúc bây giờ nó mới, là thường trú, nghĩa là chỗ nào cũng có nó, tất cả chỗ nào cũng có anh. Quá giờ, quá 10 phút. Bây giờ tuần tới vẫn tiếp tục giảng như thường lệ, chỉ có hai điểm theo cái truyền thống thì ngày mai đó là Phật Diêu Đức Quan Tham Bồ Tát, vị nào quan hỷ nhín thì giờ đến làm lễ, nếu có đông mà chúng tôi thuyết pháp cho nghe, còn nếu ít thì thôi làm lễ về. Và như hôm trước là có một số quý vị muốn ghi tên quy y,
Thầy xin nhớ là những vị nào xin quy y thì phải gửi cho những cái danh sách hình ảnh, cũng như là những vị nào mà có ý niệm xin quy y mà bữa nay không có mặt á, thì quý vị về nói lại dùm. Chứ không thôi thì không được quy y là cũng khổ lắm. Tức là thứ Chủ nhật tới, 6 giờ Chủ nhật sau thời gian tới, tuần tới là làm lễ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Thầm Thầm
Nhưng mà cũng có những chỗ khác thì Đức Phật nói rằng các pháp là do các duyên hợp lại mà thành. Nhưng mà nói tới cái bản tâm thì không thể nói được. Do đó mà Ngài cứ phá từng lớp, từng lớp, từng lớp, cũng như người đời mà lột những cái bẻ chuối. Lột hết bẻ này rồi nó còn thấy bẻ khác, cứ lột mãi. Thì cái bài giảng hôm nay, Ngài, tức là Đức Thích Ca, Ngài chỉ cho Ngài A Nan tiến thêm một cái tầng nữa là Ngài phá kêu là hai cái sự kiến giải. Phá hai cái sự kiến giải này để cho cái lý giác nguyên, nó thể hiện giác nguyên, tức là cái nguồn giác ngộ. Cái nguồn giác ngộ là chỉ cho cái bản tâm, hay là chỉ cho cái chân tâm của mỗi người, nhớ gì đó. Thì ở trong bài hôm nay có tất cả các cái điểm như là phá trừ cái nghĩa hòa hợp. Bởi vì Đức Phật nói rằng chân tâm không thể nói hòa hợp. Bởi vì nếu như nói hòa hợp phải nói bên đây thì nó vướng bên kia, nói bên kia nó vướng bên nọ, như trong bài quý vị sẽ thấy. Đó. Phải diệt hết, phải cắt đứt hết từ cái chấp phải, từ cái chấp trái, từ cái chấp có, từ cái chấp không, từ cái chấp sanh, từ cái chấp diệt hết, thì chân tâm mới lưu lộ. Ngài luôn luôn lưu ý Tôn giả A Nan cũng như trong đại chúng, Ngài nói rằng sự thực ra tâm nó không có phải ngoài thân đâu, nhưng mà khổ là bởi vì mình chấp bám nhiều đời nhiều kiếp đi, cho nên cứ hãy nhìn thấy một cái gì nhận định cho cái đó thì gọi đó là tâm. Cái sự thật cái đó chưa phải là tâm, cái đó chỉ nhận những cái lốt bên mình, cũng như mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ hai dưới nước, hay là cái mặt trăng nghĩa là ngoài cái mặt trăng chính. Rồi kế đó nữa là Ngài phá trừ cái nghĩa không hòa hợp. Hòa hợp Ngài phá trừ đã đành rồi, cái nghĩa không hòa hợp suy xét cho kỹ cũng có, cho nên nó khó từ nó đó. Thì một khi kêu là nhất niệm hầu quang phản chiếu tức vọng quy chân, thì cái chân tâm nó nằm ở đó đâu. Mà nếu như mà mình chưa có hầu quang phản chiếu tức vọng quy chân á, thì nghĩa là khó mà tìm, dầu cho lý luận đến đâu đi nữa thì cũng khó mà tìm. Kêu là chỉ một niệm thôi, chứ là một niệm đây, nhưng mà nói đây là một cái chánh niệm, mà nghĩa là chắc chắn là chánh niệm đó, một niệm ha. Rồi cộng thêm phải hầu quan phản chiếu gì nữa, tức vọng quy chân à, tức vọng quy chân. Chân đây tức là chân tâm đó, chân tâm hay là chân tánh tùy theo cái danh từ của mỗi đoạn, mỗi bộ kinh, mỗi cái thời pháp mà Đức Phật nói. Nghĩa là nó đòi hỏi chúng ta một cái chánh niệm, phải có chánh niệm. Bởi vì thường thường hàng ngày ở đây chúng ta hầu hết là quên mất cái chánh niệm, vọng niệm hay là tà niệm nhiều hơn. Chánh niệm là trong những cái giờ phút, như là ngay trong cái giờ phút mình tọa thiền, hay là ngay trong những cái giờ phút mà mình tĩnh tâm niệm Phật, hoặc là tụng kinh, ở trong đó nó cũng vẫn là xen cái tà niệm như thường, nó vẫn là xen cái vọng niệm như thường. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải có một cái chánh niệm luôn luôn. Ở cái chánh niệm đó đến đó, thì phải hồi quang, hầu là trở về, hầu hương, hầu cố, trở về cái gì, trở về cái ánh sáng, như là hầu quang. Mà hãy khi trở về cái ánh sáng đó thì chính cái ánh sáng đó nó phản chiếu lại, cho nó không có ở xa. Chân tâm nó không phải ở xa thân chúng ta đâu, nó ở trong thân chúng ta, nhưng mà tìm nó ra không phải là dễ. Sự thật là cũng không phải là khó. Khó là tại vì cái vọng mình còn dày đặc, cho nên tìm mãi không thấy, mà phải lặn hụt trong cái biển sanh tử từ vô cùng bây giờ.
chứ chúng ta nó không ở ngoài. Và bây giờ nếu mà tìm cứ tìm mãi, nghĩa là từ đầu đến chân, thì nó mình tìm cũng khó. Nhưng mà chính chân tâm đó là thời quan phải chứ tức vọng, tức nghĩa là dứt hết, dứt hết bao nhiêu cái vọng niệm nó còn lại cái chánh niệm đây, dứt hết bao nhiêu cái vọng niệm thì phải trở về, tức là trở về cái chân tâm. Cho nên Đức Thích Ca ngài đã nói rằng suy luận giải thích cái vấn đề như là hòa hợp hay là bất hòa hợp, tự nhiên hay là nhân duyên, phải trái, tất cả cái đó là nó nằm ở trong vòng tương đối. Muốn tìm ra chân tâm đó, là phải chánh niệm đi tới cái chỗ tuyệt đối. Mà tuyệt đối đây không có nghĩa là chúng ta không làm được. Có nhiều người sợ không làm được. Cái sự thực ra không phải là khó lắm đâu, nếu chúng ta mà chịu khó lọt cái bàn tay. Nên cũng có chỗ Đức Phật nói đó, nghĩa là cái sự mà mê với ngộ nó giống cũng như cái người mà tu tập mà lọt được cái bàn tay. Khi để như thế này gọi là mê, mà gắn mà lọt được cái bàn tay như thế này là ngộ, nó không khó. Thì ở trong cái phần này á, tại sao mà chúng ta không, bây giờ mới mổ xẻ cái phần này, tại sao nói thì dễ đó, hầu quan phản chiếu tức giọng nguyên chân, nghe nói thì thấy dễ đó, nhưng mà tại sao rất khó là tại cái gì nè, tại vì cho nên cái đoạn thứ ba trong cái bài này á là tại vì bị cái gì hả, gọi kỹ nó chỉ là một thôi à. Bị bốn cái danh từ này nè, bốn danh từ nặng lắm, biết không? Một là không đâu, hai là nhập, mệt lắm á, từ xưa tới giờ nó cứ bao nhiêu á, đó gì nữa, sư. Cái thứ tư là cho nên Đức Phật cứ lốp lốp để mà, bởi vì chính do cái bốn cái vỏ dày đặc này nè mà cái chánh niệm của chúng ta thiệt là khó. Thì cái bài học hôm nay là chỉ mới cho nói cái chữ này thôi. Đó, ấm. Ấm nếu nói cho đủ là đủ ấm này thôi. Là năm cái ấm, năm cái ấm. Đó. Còn ở trong Bát Nhã nó ngũ quẩn thì sao? Chiếu kiến ngũ quẩn vậy không đó. Thì ấm thì nói ấm luôn đi, còn nó quẩn thì trong cho nó phiền phức nữa. Chữ quẩn có nghĩa là chứa, mà chữ ấm có nghĩa là che. Hàng phàm phu bị năm cái thứ này nó che lại, còn hàng a từ a la hớn trở lên á thì vẫn còn, nhưng mà nó còn chứa đựng ở trong chân tâm thôi, chứ còn không có bị che đậy. Như nghĩa là tạm đi, tạm đây là một cái chân tâm đó, ví dụ tạm này mà bữa nay chúng tôi sẽ nói nữa. Tại sao nó được tròn nữa, cho nó tròn nó ra chân tâm đó, đây chân tâm. Thì chính là bị bốn cái này nè, ấm nhập xứ giới. Ấm này tất nhiên là năm cái này luôn luôn nó che. Nó che cái gì? Nó che cái yên sang. Nó che cái gì? Nó che cái chân tâm. Rồi nó bao phủ những cái lớp ở ngoài. Mà hiện bây giờ chúng ta cứ nhận cái cục bọt trên biển cả, mà cho đó là một cái biển cả đại dương. Cái thân này, cái tâm vọng bây giờ đây á, nó giống như là một cái cục bọt, nó nằm ở trên biển cả. Mà cái chân tâm của chúng ta nó giống như một cái biển cả. Thì Đức Phật mới nói rằng nhiều khi mình cứ nhận cái cục bọt đó mà quên cái biển cả đi cũng được. Thành ra cái quan trọng nhất là do nằm ấm. Nằm ấm ở trong bữa nay có giảng ở trong đó đó, thì Phật chỉ sắc ấm như thế nào. Cái này giảng theo cái lý Bát Nhã khác, mà giảng theo kinh Kim Cang cũng ngũ ấm đó. Đó, cái quan trọng ở trong đạo Phật như thế đó. Giảng trong cái lý Bát Nhã thì nói rằng quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thờ, gì nữa, chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Nói rằng Đức Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là Đức Quán Thế Âm,
cái khi tu hành và trí tuệ đã đến bờ bên kia, tất nhiên là cái trí tuệ đã siêu việt. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, thời là khi, thời gian đó, khi đó, cái khi mà cái trí tuệ đã tột rồi, nghĩa là cao tột rồi, thì chiếu kiến ngũ quẩn dài không, nghĩa là soi thấy năm quẩn đều là không. Thì cái trường hợp đó, cái chữ quẩn đó với cái chữ ấm này à, tuy hai mà một, nhưng mà cái lối giảng giải á khác. Vì nói tới lý bát nhã là phải dùng cái trí để mà chiếu phá, còn cái lý của kinh Lăng Nghiêm á là để mà giảng giải cũng sắc đó, cũng thọ đó, cũng tưởng đó, cũng hành đó, cũng thức đó, nhưng mà một khía cạnh khác để mà giải. Thấy chưa? Cũng năm thứ đó, nhưng mà đứng về một cái khía cạnh bằng một vị giác ngộ rồi. Còn cũng năm cái thứ đó, nhưng mà Ngài A Nan thị hiện cũng như trong giảng đó. Hãy người nào mà có cái bệnh tham lam thì phải có thuốc. Được thì. Thấy không? Người mà có cái bệnh nóng giận thì có thuốc. Nhân nhục. À, người mà có cái bệnh kêu là tán loạn, nó loạn động hoài thôi thì có cái thứ thuốc. Nó không phải tán loạn mà. À, tập hết rồi. Thiền định chứ. Thiền định mới độ tán loạn. Tâm mình định mình mới đổ được tán loạn, thấy không? Đó. Còn nếu như mà có cái bệnh si mê là phải có trí huệ. Trí huệ mới đổ được si mê. Đó. Vì chấp mà phải nhiều lần đọa xa, vọng kiến biệt nghiệp có ra là do tâm bệnh để mà lắng tăng. Ấn mất nên có hai căn, tuy hai mà một, nhãn căn trong ngoài, tuy hai mà một. Cho nên người nào mà thấy được cái chân kiến rồi, người ta tu mau. Chửi thì nó ngon rồi là nó tu mau được đó. Tuy hai mà một, nhãn căn trong ngoài. Do nhãn căn thôi, phải mình ấn trong mắt cái là thấy mặt căn thứ hai. Vọng kiến đồng phận các loài. Vọng kiến, ở trên tôi nói chân kiến với vọng kiến hay sao? Vọng kiến đồng phận, cái này mệt lắm. Cái vọng kiến tất nhiên nó còn xa lắm, xa giờ với cái chân kiến, cũng cái thấy thôi, mà cái thấy hoàn toàn vọng tức là cố chấp đó. Cố chấp đây là phải, đây là trái, đây là tối, đây là sáng, đây là hòa hợp, đây là bất hòa hợp, đây là tự nhiên, đây. Toàn cái đó kêu là cái vọng kiến. Mà phá được cái phần vọng kiến đó rồi á, thì chưa phải trực nhận chân tâm đâu, nó mới tới cái chân kiến. Cái chân kiến rồi một giai đoạn nữa mới chân tâm nó hiện được. Trời trăng châu quận tìm tòi gần xa, vọng kiến đồng phận các loài. Trời trăng châu quận tìm tòi gần xa, tất cả cảnh vật một nhà. Ý muốn nói rằng tất cả muôn sự muôn vật nó nằm ở trong một cái bản tâm, trên tâm thanh tịnh đó, chứ là một nhà. Nước nào nghiệp nấy trong đà sống chung. Nhiều khi mình bị cái biệt nghiệp, thí dụ như mình thấy những sao chổi, sao phương, thấy những là những cái điềm lạ, thấy không? Thì nhiều khi cái nước đó với dân chúng đó thấy thôi. Cái nước khác dân chúng ở nước khác được, người ta không thấy. Là tại vì do cái hắc nghiệp mà nó chiêu cảm. Những cái nước mà có thể nó còn bị đau binh, rồi có những cái nước bị lụt lội thiên tai, có những cái nước bị những cái cảnh ôn dịch, vân vân. Cho nên cái nghiệp lực của chúng sanh mình nó chiêu cảm. Tại cái nước nào, cái vùng nào chuyển cho vùng khác, nó do năm chú nghiệp. Cho nên những cái nơi, những cái nước, cái quốc độ mà tu tập nhiều nó đỡ lắm, nó đỡ lắm. Nó đỡ như thế nào? Tất nhiên là dân chúng nên người ta hãy gieo hạt giống từ bi rất là nhiều đó. Bất cứ chỗ nào phải làm sao mà gieo cho được cái ánh sáng hạt giống từ bi để cho nhân loại bớt khổ. Chứ còn sự thật ra quý vị nên nhớ, người Tây phương
tuy là cái phương tiện vật chất đầy đủ hay là có thể quá đầy đủ đó, đòi hỏi đủ thứ, nhưng mà tâm hồn họ, họ biết ở trong một cái kiến chấp thiệt là cứng chắc. Chứ là cái vọng chấp cứng chắc đó, cứng chắc bằng cách nào? Bằng cớ cụ thể á, nhà bên đây với cái nhà sát bên cạnh, nhà người sát bên cạnh cháy bỏ, đoái bỏ, không bao giờ họ có một cái liên quan với nhau. Là nói chung chung, mình không dám nói quơ đũa cả nắm hết, nhưng mà có thể hầu hết người tự thương. Là tại cái gì tạo nên cái đó? Cái nguyên nhân tại cái gì? Tại vì cái giáo lý của mỗi cái châu, Nam Thiện Bộ Châu hay Tây Ngô Quán Châu, Bắc Quân, nó tạo nên, nói cái gốc. Còn nói cái ngọn á, là vì vật chất nó theo đó mà nó tạo nên. Cho nên quý vị nên nhớ kỹ rằng, nếu mà xét cho kỹ á, đừng quá chạy theo vật chất. Có một cái phương tiện nào cho nó dễ, để tới cái mức độ nào rồi mình chặn đứng để mà lo tu tập. Hồi ở Việt Nam nói rằng thiếu vật chất, thiếu này thiếu nọ khó tu, phần thì người ta đàn áp không cho tiếng ngưỡng, phần thì chỗ thừa đủ thứ chuyện hết cõi trơn á, để nguyện Đức Quan Tham Bồ Tát nguyện ngày nguyện đêm cho con làm sao mà vượt hết tới đó đi, người cứ vượt biển rồi nữa, thấy không, để tìm cái chỗ nào mà nó có vật chất để con tu, con tu. Cái sau đó lặp đi lặp lại mấy lần á, qua tới cái nơi tự do vật chất quên ngày, nó quên khúc này, quên khúc, quên đã quên hết rồi. Cái đó là một sự thật quên. Rồi nhiều khi còn làm những sự loạn nữa, chứ đâu phải là nó cứ quên cái lời nguyện đó thôi đâu. Đúng, lúc đầu thì nói không có ngày giờ đi chùa, không có ngày giờ nghe kinh, không có ngày giờ tu nữa, sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng, không có nghe gì học tập nữa, đủ thứ hết. Tại nào, tại nào, giờ làm sao mà tu? Giờ nhờ Đức Quan Âm cho con đi, cho con không đổ, con đi tìm cái chỗ nào để mà con tương đấu cái chút vật chất để con lo con. Hầu để thể nguyện nó ngay xuống nhé. Tới bến rồi á, có thể tới cái bến chưa là hơi tự do vật chất rồi á, thì mấy tháng đầu hơi nhớ, nhớ, nhớ chứ. Nhưng mà cứ hơi một tháng thì quên khúc. Nó như thế. Sau nữa là cái niệm nguyện đó không còn nữa. Hỏi như vậy đó thì làm sao nó không có khổ? Bây giờ mình hạn chế thôi. Ví dụ theo lẽ đó là nghĩa là xong bánh mì rồi là phải có những cái đồ khác đưa tới liền á. Nhưng mà biết rằng nấu bánh mì đây xong đủ xong rồi, đừng có ăn thứ gì thứ ba nữa. Mình phải tự á, cái đó kêu là phải tự gì, tự chủ. Con người mà không có tự chủ á, thuyền bát nhã của Phật mà trở về ở trên tịnh độ nữa, lên trời nó rồi cứ 2 giờ đoạn món ăn, 2 giờ đoạn món ăn, thôi trở nó cho em dưới cho nó ăn, về bên Âu Châu cho nó ăn, ăn đã rồi nó xuống đi, nó khổ vậy đó. Giả sử mà lòng từ bi của Đức Phật mà đem thuyền bát nhã xuống đi trở ham lắm, bằng đầu cũng đi rằng 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 vậy đó, lên trời là bị khó quen rồi. Thì thế ăn cái thôi, 2 giờ cái làm món được, bởi vì cái tủ lạnh nó để bên đó, cái tủ lạnh mở hoài. Cho nên nhiều khi thôi đừng có thèm sống tủ lạnh nữa mà. Không thiện duyên vậy đâu có thiện duyên. Thì phải là, phải gắn, cái đó phải gắn. Chứ bên nào nếu không khéo á, đều gặp hết, gặp cái chướng ngại hết. Cái thiếu gặp chướng ngại đã đành, cái dư cũng vẫn gặp chướng ngại, mà cái dư của sự chướng ngại đó nó lại loạn tâm hơn nữa. Hai việc hợp sáng, hợp sáng với cùng, núi sông nhà cửa đều dừng vĩnh căn, đồng phần hợp sáng trôi lăn. Nói về đồng phần với lại hợp hay là bất hòa hợp đó, đều là nó nằm ở trong cái dòng trôi lăn. Từ vô thủy kiếp đa văn khó trừ, ý muốn nói rằng từ xưa tới bây giờ cái sự mà học rộng nghe nhiều đa văn quán kiến đó khó trừ được cái vọng chấp này. Cái vọng chấp này mà trừ á là phải tu, phải học hành. Cái đa văn quán kiến không có mấy nhà bác học, mấy nhà học giả đâu, không khi nào mà người ta tiến tu đoạn được. Phá nghĩa hòa hợp chớ từ, sáng tối thông biết mỗi người đừng mê, đừng thèm chấp theo cái sáng hay cái tối hay cái thông cái biết. Đó là tại vì khi mà mình có lục căn rồi nó đấu với lục trần thì tự nhiên nó phải cái chuyện đó.
cho cái đó nó qua đi, đừng có cố chấp nó mà bạch trí. Sáng tối không biết mẫu người đừng nữa. Phá không hòa hợp chấp nê, tương đối dứt sạch lòng trề chân tâm. Cái tương đối tức là cái vọng kiến phá rồi thì nó tới cái chân kiến, mà hãy cái chân kiến được thì nó gần với chân tâm hoàn lành. Bây giờ mời Phật chỉ rõ bốn thứ ấm nè, nhập nè, xứ nè, giới nè, bốn cái đó. Ngài nói cái vọng chấp nó do đâu? Do bốn cái này. Do bốn cái này nó chằng chịt. Đức Phật bảo Ngài nó nên, ông còn chưa biết tất cả tướng quyển hóa phù trần. Cái tướng giữa đời này nó là quyển hóa phù trần, phù là nó nổi lên, nó mất. Sanh ra chỗ nào thì tùy theo chỗ ấy mà tiêu diệt. Các loại quyển hóa hư vọng là tướng, nhưng tánh vốn là thể giác ngộ sáng suốt màu nhiệm, cho tới ngũ ấm lục nhập thập thị xứ và thập bát giới. Ở dưới này có giảng sơ cho quý vị nè. Ở quý vị về cứ xem lại, cứ thì giờ ở dưới xem lại rồi sau này cái sẽ giảng cho quý vị hết, giảng giảng lần 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 cho quý vị hết. Là Ngài nói, Đức Phật này nói như thế nào? Ngài nói rằng cái tướng đó, nhưng mà cái tánh vốn là cái thể giác ngộ sáng suốt màu nhiệm, nghĩa là cái tướng bên ngoài là nó như vậy, nhưng mà cái căn tánh ở trong nó có những cái gì hay lắm, màu nhiệm lắm. Chứ đừng nên theo cái tướng, thấy cái tướng đó mà nghĩ rằng chắc là ở trong cái tướng đó không có cái gì màu nhiệm. Không có, có trong đó. Mà cái màu nhiệm này tức là chỉ cho tinh tâm đó, cho tới cái gì, cho tới ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới cũng như vậy. Tuy ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập giới bát giới nó là vọng, nó là động, nhưng ở trong đó chân nó có tâm, tịnh nó có tâm. Đó chứ không thể bỏ những cái động này mà đi tìm cái tịnh ở đâu đâu. Không thể bỏ cái thân bất tịnh này để mà tìm cái tịnh ở đâu đâu, không có. Tìm cái tịnh nó phải ở trong cái thân bất tịnh này mà tìm. Trước hết là tha chấp những cái vỏ ích kỷ hẹp hòi đó, tha đi, tha lầm, tha lầm. Tha chấp, tha chấp, danh ngôn chấp, tất cả những cái cố chấp nó phá hết. Từ một cái việc lớn, rồi cứ tha lầm cho đến lên rồi, cái chấp tu chứng cũng tha nữa. Bây giờ đã chưa cao, thành ra Đức Phật phương tiện nó hồi ráng tu đi, để sau này chứng lên quả A-la-hán, rồi lên tới Duyên Giác, rồi tới Bồ Tát, rồi tới Phật, ngon lành lắm, cố đi. Phật ngồi trên tòa sen ngon lành lắm, có hào quang rồi nữa, chiếu ra nữa. Nói cho mừng vậy thôi, chứ khi mà đã ngộ rồi thì thiệt ra quả vị Phật cũng đừng có chắc nữa. Vì nói cái đó cao lắm, sợ không biết rồi quý vị bỏ đi uổng. Chứ tới cái đó cũng không có chắc nữa. Mà hỏi tới đó được á, với cái hạng nào cũng tới đó được. Mà mình chưa được cái hạng đó thì lo tu cái nè. Đó. Khi nhân duyên hòa hợp thì hư vọng phát sanh. Khi nhân duyên ly tán thì hư vọng tiêu diệt. Đó là nói theo cái cảnh đời. Tủ ấm lục nhập thập nhị xứ thập ở dưới, nó nằm ở trong đó hết. Nhân duyên hòa hợp thì nó có đó, nhân duyên tan đi thì nó tiêu. Nhưng mà đừng đem những cái chuyện đó mà để nói chuyện với chân tâm. Chân tâm những cái chuyện đó, ấm nhập xứ giới là phải dẹp một bên đi, chân tâm mới hiển lộ được. À. Này anh em, ông chưa biết, dù sinh dù diệt, dù tới dù lui, vốn thật là tánh chân như bất động quyền diệu quang minh, chu viên thường trú của Như Lai Tạng. Như Lai Tạng đã chỉ giảng rồi đó. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng giảng ở dưới này cho để quý vị thấy danh từ Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tiếng Phạn như là ta tha ga ta ga ba, như là tạm nhiên bất động thường trú, gọi là Như Lai Tạng. Ấy là bổn giác pháp thân đó. Như Lai Tạng là cái bổn giác pháp thân đó. Lai là tư từ bi, từ cho nó từ bi bạc khổ dữ lạc, đó là chỉ cho thị giác báo thân. Bát nhã tự tại vô ngại, đó là hậu đắc trí hóa thân. Thừa thiệt tánh chân như viên chứng chánh giác, hóa độ chúng sanh, tức là Như Lai.
Tạng là gì? Như Lai giảng sĩ Như Lai bây giờ tạng, tạng là gì? Tạng là trùm chứa, chê lắm. Như Lai tạng bao trùm cả tâm Phật và tâm phàm, tức là tâm phàm tục, là tâm phàm, tức là tâm chân như giác ngộ và tâm sanh diệt mê muội, nghĩa là nó bao chứa trong đó cả tâm chân như và tâm sanh diệt. Thế đâu quý vị dễ hiểu trong khó đâu. Trong thân sanh diệt của chúng ta có Như Lai tạng. Vì có Như Lai tạng tánh cho nên mình tu mới càng tu càng được càng đắc lạc. Nếu không có Như Lai tạng thì làm sao mà tu đắc lạc? Rồi. Cũng vì chỗ đó mà chúng ta thấy rằng giáo lý Đức Phật cũng như là con đường Đức Phật đã đi, Ngài đã giác ngộ hoàn toàn. Ngài chỉ lại cho chúng ta đó là một cái thực tại. Ngài nói rằng đừng có nên cô phụ cái tánh linh của mình. Tánh linh của mình thành Phật được, thành Tổ được, thành Bồ Tát được, thành Hiền Nhân Quân Tử được, thành tất cả được, phải gắn mình đau dầu. Khi ngộ được tánh chân thường như vậy rồi, thì ở trong tánh chân thường, dầu có muốn tìm các cái pháp sanh tử, mê ngộ khứ lai, rốt cuộc cũng không thể được, hiểu không? Khi ngộ được cái tánh chân thường rồi, như vậy rồi, thì ở trong cái tánh chân thường đó, dù cho có muốn có cái pháp thành tử nè, pháp mê ngộ nè, pháp khư lai nè, kết cuộc cũng không thể được. Bởi vì ở thiệt ra khi đã ngộ rồi thì tất cả những cái mê ngộ, khư lai, sanh tử nó không có gì. Cũng như khi cái tấm gương chúng ta đã lau thiệt sáng rồi, đã là sáng rồi, thì ở trong đó không thế nào mình chiếu cái gì vô, nó chiếu một chút vậy thôi, chứ nó không có nằm ở trong. Nên nhớ dùng nha. Khi đã lâu rồi, đây tôi nói cái thí dụ để hiểu cái câu này nè. Thí dụ như bây giờ, xin lỗi, quý vị để ngoài cái tấm gương đó một cái hoa, thì ở trong đó nó hiện lên. Nhưng mà nếu như quý vị để ở ngoài một cái cây gai góc cỏ cú, ở trong đó có một cái cỏ cú. Hay là tất cả những cái gì ở bên ngoài mà cái ảnh có thì ở trong đó ảnh được. Khi đã giác ngộ rồi, nên cũng ở trong kinh Lăng Nghiêm này có lẽ sẽ tới. Có một vị đại đệ tử Đức Phật hỏi nói, dạ bạch Thế Tôn, Ngài nói rằng tất cả chúng sanh đầu tiên là do một cái, đầu tiên là sáng suốt giác ngộ, rồi do một cái sự vận động vô minh bất giác cho nên mới có sơn hà đại địa, thế giới chúng sanh có đau khổ đến ngày nay. Vậy thì bây giờ chúng con bây giờ cố gắng để mà lo tu tập đây, rồi tu tập tới cái chỗ sáng suốt đó, sáng suốt đó rồi cái không, cái rồi cái dùng cái vận động lại, nó vô minh bất giác lại, rồi chúng con sẽ bị gì, luân hồi sanh tử nữa. Vậy thì làm sao mà chúng con bây giờ chúng con gắng tu đây nè, tu được tới cái chỗ sáng suốt đó, sáng suốt rồi cái con bữa nào cái lỡ cái rồi nó gì đó, nó mê là vô minh bất giác lại con xuống là chúng sanh nữa thì làm sao? Cái điểm này, cái điểm mới vừa nói đây nè, là để cũng một mà để giải thích cho cái điểm mà một vị đại đệ tử Hình Nhân Phú Lô Na hỏi rồi. Đức Phật nói không, cái khi chỉ sợ cái tấm gương mà chưa lau sạch đó, cái tấm gương mà lau nó còn bụi bặm, thì đồ để ở ngoài các thứ thì sang, ở trên phía tối, phía dưới thì lau nó sang, thì để thấy nó sang trước, nhưng mà trên nó còn, ở giữa nó còn bụi. Sợ vận động bất giác, cũng như cái người mà hoàn toàn tỉnh táo, không còn mệt, không còn có cái gì mà ngủ mê trong tâm địa nữa, thì dầu cho có bắt ngồi ở trong cái nhà tối hay là có gì cũng không khi nào họ ngủ gục được. Còn sở dĩ cái người ngủ gục á là tại vì họ mệt, tại vì ở trong cái sự họ thiếu ngủ. Nếu mà họ dư ngủ rồi họ không có mệt á, thì dầu cho biểu họ ngủ họ cũng không có. Đó là thí dụ để nói lên cái gì. Bởi vì những cái thí dụ mà trả lời trong Phú Long Nam mấy lúc trước tôi có nói trong mấy lần rồi, tức là Đức Phật nói rằng Ngài học Phú Long Nam hỏi Ngài, hỏi Đức Phật, mà Đức Phật đem bốn cái thí dụ mà trả lời đó, hiểu không? Thí dụ cái thứ nhất là và đốm dữ không mắc nhầm. Cái thứ nhì, và ôn lại, bởi vì đã giảng rồi giờ ôn lại cả bài.
không lẽ nó quên hết đâu. Cái thứ nhất là qua đốn rào trống, cái thứ nhì là vàng, cái thứ ba là hả cây đốt thành tro, cái thứ tư là bốn cái lận, thứ tư là mệt rồi, nó lên ánh đèn đó là mệt rồi à. Cái thứ tư không nhớ nè, thôi bây giờ tôi giảng bốn ba cái trước là để cái đó cho nó thấm từ từ rồi nói ra nhớ lâu. Là Đức Phật hỏi lại, hỏi ngài, nhưng mà bây giờ nếu mà ngài cứ đem giám pháp ngài trả lời không có thành sợ đại chúng ngơ ngác, cho nên ngài lấy cái bốn cái thí dụ ngài nói. Ngài nói rằng người thấy qua đốn giữa hư không, thấy giữa hư không có xanh vàng đỏ trắng là vì bởi vì con mắt nhậm. Khi mà con mắt nó hết nhậm rồi á, họ cho thấy qua đốn giữa hư không không, là bởi vì khi ngủ làm sao mà thấy cái gì nữa. Giả sử mà muốn, giả sử có muốn thấy đi nữa thì giả bộ dụi hay là chậm gì nó tùm lum ở đây hết rồi, thấy thì nó cũng nhảy lung tung, nó cũng xanh vàng đỏ trắng, nhưng mà nó tại vì mình muốn, muốn ra độ đời, muốn ra tái sanh làm Bồ Tát tái sanh thì rồi đâu cứ đi sanh tử đi rồi độ ta, nhưng mà không có bị ta đổ lại. Thì như cái thứ hai là Đức Phật ví dụ cho một cái cây gỗ đốt hết đi, nó đốt nó cháy hết cả cái cây đó rồi cái nó thành tro, rồi cái tro đó nó tự nhiên nó có quá hiện lại nó thành cái cây được không. Cái thứ ba là vàng, khi mà đó từ ở trong quặng trong mỏ đem ra gạn lọc rồi, đâu đó đàng hoàng làm kêu là nữ trang rồi, thì cái vàng đó nó có trở lại quặng mỏ những là cát sạn ở trong đó không? Không bao giờ. Giả sử mà bỏ dưới bùn thì bùn là nó dính ở ngoài thôi, chứ ở trong là cũng là quỳnh kim vàng ròng. Cái thứ tư nữa là thì chuối ha, chị thì nói chuối, em thì nói đường về nhà, đúng đúng ạ, cảm ngộ được rồi ạ, đúng. Đức Phật nói rằng nếu con đường đó mà mình đi mới có một hai lần thôi, thấy không, cái thí dụ này bình dân lắm, có thể mới có hai ba lần à, thì bây giờ lúc sao nhiều cái là đó, giống giống đường này giống này, quẹn này quẹn đỡ nó tùm lum, ô tô rút nó đi thẳng thẳng lái cũng không trở lại được. Nhưng mà nếu đi thuộc lòng hoàn toàn rồi á thì không bao giờ, dầu đó là người, xin lỗi, là người mù mắt đi nữa, họ cũng vẫn đi đúng được, nếu là cuộc được. Còn cái những cái thí dụ khác nữa thì còn nhiều cái hay nữa, nên chúng tôi nếu có thì giờ sẽ nói thêm cái gì. Khi ngộ được tánh chân thường như vậy sao thôi hay a nan chưa rõ phù trần, tức là cái chuyện thế gian ấy, ấm nhập xứ giới là phần duyên sinh, cái đó là cái phần duyên sanh thôi, do cái nhân duyên, do cái chuyện đời, cái chuyện mới làm mà nó có. Dù vậy chân tánh bao quanh giàu như thế, nhưng mà cái chân tâm chân tánh nó vẫn nằm ở trong, nó bao quanh ở đó chứ không có ngoài cái đó. Mê thì cách biệt, ngộ thành biến dung. Dù vậy chân tánh bao quanh, mê thì cách biệt, ngộ thành biến dung, nghĩa là cũng cái mê với cái ngộ thôi, cái trở bàn tay với cái úp bàn tay thôi, cho nó không cách xa, nó không có gì đâu xa. Bây giờ Phật chỉ rõ năm ấm, anh em, năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vì sao lại bảo là tánh chân như màu nhiệm của Như Lai Tạng? Tại sao năm ấm đó, lẽ thì năm ấm đó là cái nó gây đau khổ cho người ta chứ? Và tại sao lại nói rằng cái năm ấm đó cũng là cái tánh màu nhiệm Như Lai Tạng? Ngài mới dạy. Trước hết là chỉ về sắc ấm, cho nên tôi nói rằng cái lối giảng này nó khác với cái lối giảng của Bát Nhã, Lý Bát Nhã nó khác. Anh em, ví như có người đem con mắt trong sạch, xem hư không trong sáng, chỉ thấy hư không trong sáng, hắn không thấy gì, hẳn không thấy gì, không thấy cái gì ngoài cái hư không trong sáng đó. Người kia không lý do gì lại bắt con mắt không lay động, không? Tất nhiên là dù thế mà cũng phải lay động, ngó chăm mãi, phát ra mỏi mệt, thì giữa hư không riêng thấy có hoa đốm lăng xăng và tất cả những tướng giả dối lộn xộn. Phải biết sắc ấm cũng là như vậy, cái sắc ấm giữa thế gian này cũng vậy đó. Thiệt ra đầu tiên cái tinh túy của sắc ấm á, là ngon lành lắm, nhưng mà bị gì lưu chuyển trong quãng đời nó lâu rồi nó nhiễm này chút, nhiễm kia chút về sắc đó,
Do đó cho nên nó mới thành ra những cái chuyện gọi là bệnh, thành bệnh, thành bệnh. Cái sự thật đó, đừng bỏ cái xác ấm chê nó bỏ đi để mà tìm một cái xác ấm nào khác không đâu. Thằng đó đó, rồi tại thì đa kiếp luôn mê. Đừng nói gì ở đâu xa, từ khi mình trưởng thành khôn lớn tới bây giờ, mà mình tập giữ tánh thành một cái gì đó, bây giờ bỏ cũng khó bỏ. Bỏ cũng thiên nam dạng nam, không phải ít đâu. Một cái chuyện thường thôi à. Tôi đừng có nói tới cái chuyện mà lâu đời, lâu năm, lâu kiếp nữa. A Nan, các hoa đốm lăng xăng ấy không phải từ hư không mà đến, không phải từ con mắt mà ra. Thật vậy A Nan, nếu từ hư không mà đến thì đã từ hư không mà đến rồi, phải trở về hư không. Nếu nó từ hư không mà đến thì sau đó nó phải trở về hư không. Mà đã có ra có vào thì không phải là hư không nữa. Đã có ra có vào là có giới hạn rồi, không phải là hư không. Hư không nếu lại không phải là hư không thì tự nhiên không thể dung nạp qua đốm sinh diệt trong ấy, như thân thể A Nan không thể dung nạp một A Nan nữa được. Như A Nan là một thân thể rồi, không thấy nào mà dung nạp một cái thân thể là sắc. Đây ta nói sắc, khi mê lầm đi nữa cũng cái sắc đó. Hồi chưa mê lầm là bởi vì nó tinh tế. Bây giờ đây muốn trở lại cái tinh vi tế nhị đó là mình phải bỏ những cái thói quen cũng như là cái cố chấp đi. Mà cái cố chấp, cái thói quen không phải là dễ bỏ. Đó là điều, là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ khó lắm. Dầu đó là một tánh thường thôi, cái tánh mà ưa nói nhiều thôi, đừng có nói gì mà rồi cũng bỏ, bỏ bệnh rồi. Người mà ưa nói nhiều mà giờ cắn một cái ra lĩnh, cắn một cái bệnh là bệnh rồi. Thành anh nói nó mới hả đó là một cái chuyện thường đó. Chứ đừng có nói tới cái chuyện khác nữa, chuyện khác còn khó nữa rồi. Nếu qua đốm từ con mắt mà ra thì đã từ con mắt mà ra rồi phải trở vào con mắt. Nếu nó qua đốm ở trên nó hư không thì nó qua đốm cũng như cái lý vậy nè. Lại tánh, cái tánh qua đốm ấy đã từ con mắt mà ra thì lẽ ra phải có thấy. Nếu như có thấy thì khi đi ra đã làm qua đốm giữa hư không. Đến khi xoay về phải thấy được con mắt. Nhưng mà làm sao thấy được con mắt? Nếu không thấy thì khi đi ra đã làm mờ hư không. Đến khi trở về phải làm mờ con mắt. Thì là lý luận tỉ mỉ như quá thế. Mà phải có cái mổ xẻ như thế này. Một cái mục nhọt mà phải mổ xẻ là sức thuốc là phải lành. Chứ mà cứ để hoài đó thôi nó ăn luồn nữa. Cho nên cái này phải mổ xẻ, phải dùng văn tự để mà mổ xẻ. Lại như thế khi thấy qua đốm lẽ ra con mắt không mờ. Làm sao chỉ khi thấy hư không trong suốt thì mới gọi là con mắt trong sáng. Thế nên biết rằng sắc ấm là giả dối. Cái sắc ấm á, cái sắc mà nó che đậy cái chân tâm nó là giả dối. Nó vốn không phải là cái tính nhân duyên mà cũng không phải là tính tự nhiên. Nó do đó cái sự cố chấp vọng động tập quán từ năm này qua ngày kia qua tháng nọ rồi nó quen đi. Rồi mới đó coi như là cái thói quen vậy thôi. Chứ phân tách ra cho kỹ á, thì nó ngoài những cái đó, ngoài cái nhân duyên tự nhiên. Sắc ấm bao phủ trong ngoài, trong thành phố, trong ngoài. Ví như mắt nhậm thấy loài đốm hoa, không từ hư mắt mà ra. Cái đó nó không phải từ hư không mà ra, cũng phải từ con mắt mà ra. Sự thể giả dối chỉ là vọng tâm. Tất cả những cái giả dối đó là tại vì cái vọng. Mình còn đang ngủ chiêm bao, cho nên mình mới thấy những cái cảnh tượng đó. Cảnh tượng đó bây giờ hỏi nó có thiệt hay không? Thiệt ra làm sao chiêm bao mà cho nó thiệt được? Nhưng mà đương sự nằm chiêm bao, có nào ai cho cái cảnh chiêm bao là giả đâu? Trong lúc đó vui cái chim bao, mừng của chim bao, có nhiều khi người nằm bên cạnh thấy cười, hỏi cái gì nó có trúng số, mua được chiếc xe mừng quá cười. Đó là thiệt. Nhiều khi nước mắt dầm về khi thức dậy, nghĩ rằng đây là thấy một cái cảnh khổ, khóc. Thì tất cả những cái sự đời chúng ta đang ở bây giờ đây, nó đâu khác gì cái giấc chim bao đâu. Cho nên cứ cố chấp đi, chấp đủ thứ hết, rồi tạo tội.
để mà rồi nhận cái khổ vĩnh kiếp trầm luân, không có thoát được. Chỉ thọ ấm đức Phật dạy, anh An, bởi vì hiểu một cái sắc ấm qua rồi thì các cái này tuy có thí dụ khác thôi chứ cái lý nó giống vậy. Ví như có người tay chân mạnh khỏe, thân thể tráng kiện, quên mình đang sống thung dung, không thuận không nghịch, bỗng nhiên dùng hai bàn tay xoa lẫn nhau ở hư không, thì vọng pháp các tướng đường dịu là sống ung dung, không thuận không nghịch, bỗng nhiên là bây giờ nghe thấy sống ung dung đâu, bây giờ là thanh kiện, đem hai bàn tay xoa xoa xong dùng hết xoa như thế này nè, thì tao yên, đây là có thí dụ vậy đó, tức là cái đó là mê mờ rồi, xoa như vậy đó, bỗng nhiên hai bàn tay xoa lẫn nhau, tức là chỉ cho tiếp xúc với đầu quá đi, ý muốn nói vậy đó. Ở hư không thì vọng pháp các cái tướng, tướng gì trơn nè, riết nè, lạnh nè, nóng nè, đó nghĩa là nó phải có ra, bởi vì mình đương cọ sát đưa xoa cái tay cho nên nó phải có những cái đó, có khi thì trơn, có khi thì riết, có khi thì lạnh nóng, nên biết thọ ấm cũng như vậy đó. Tự nhiên có cái gì ở đâu mà mình thọ lãnh là mình la khổ, thấy không? Ví dụ như người ta chửi một tiếng, ta chửi cái tiếng gì đó theo ngoài đời đó, tại vì mình lãnh cái đó chứ, chữ là từ nó có cái lưỡi nó mới chửi được, nếu không có cái lưỡi là không chửi, từ có cái ý nó chửi được, từ nó có học từ hồi nào tới giờ, nó có lẽ cái tiếng đó nó chửi mà nó học cũng lâu quen rồi, thấy không? Bây giờ trong khi họ chửi như vậy đó, mình sáng suốt hơn họ đi, trong tâm mình cứ nghĩ là đó nó niệm Phật, nó cầu nguyện cho mình, nó qua tay qua nạn khỏi nó, nó phải ru à, thấy không? Mình cứ nghĩ như vậy thì nó ra nó cũng vậy đó thôi, nhưng mà mình nghĩ cái đó kêu là chân kiến, còn mà mình nghĩ trả đũa kêu là vọng kiến, thấy không? Rồi ông kia nói rằng, rồi cái trong khi nó tức lên cho nó rằng mình như thế này, mình có tương tác như thế này, trong này nói nè, đang sống khỏe mạnh tráng kiện như thế nào mình đâu có sợ, ra cái xăng tay áo chửi lại chua, nếu mình không rút lui xăng tay áo đi tới nữa là đó, thấy không? Cái đó kêu vọng kiến. Thay vì trong lúc đó cũng cái chuyện đó thôi chứ có cái gì anh đâu, thì mình là nhiều lắm là họ nói thêm câu nữa là họ nói như thế nào, họ nói thêm câu nữa là họ nói ồ mấy cái người đó nó thua mình rồi, thì nếu trong lúc đó thì quý vị nghĩ thêm một câu nữa nên đó tâm niệm nó cầu nguyện mình lần nữa đó, yên khô, hay là nói một câu nữa nó nói thêm câu thứ ba nữa, nói ba câu nữa dẹp à, trong nó không có can đảm nó hơn nữa đâu, nó mấy người nó ngu quá đi, mình nói vậy đó, mình chửi nó vậy đó mà nó ngu quá không dám, ví dụ đó tao nói dùng một tiếng đó đi, nói mình ngu mà mình đâu ngu, thấy không? Ngu mà ngu khôn, có gì đâu, không có gì đâu, nó mất mát gì ở đâu, nhiều lắm là họ nói ba chuyện đó thôi, thì trong lúc đó để làm chi khỏi tới gây thêm nữa, mà đồng thời có một giờ phút nào đó người đó sẽ giác ngộ đối với mình. Tôi thấy anh chị sống ngon lành quá mà, người học thức rõ ràng mà, tôi thấy anh chị ngon lành lắm đâu phải, mà tại sao bữa tôi giận tôi chửi anh chị, chẳng bao giờ muốn tôi chửi mà sao không biết tại sao vậy anh chị, lúc bây giờ mới đem những cái giáo pháp chút ít nói ra, nó bởi vì Đức Phật dạy, phá cái danh ngôn chắc đi, bởi vì người đời dễ đó mà thành ra đau khổ suốt cả cái tiền lương suốt từ kiếp này qua kiếp kia, thế giới đau khổ ngày nay là tại cái lời nói không, thấy không? Có thể là tại vì thức tỉnh lại. Vậy thì hay quá, thôi bây giờ anh chị giảng dùm chứ cái lý đó cho tôi nghe nó rau đâu đấy giảng. Thấy chưa? Trước kia thì nó khinh, nó thi mình, cho nên cái khinh đó đối với cái gì? Nó đối với cái không khinh mà nói. Rồi người đời cứ vọng chấp cái đó cho là thiệt. Mà những cái thiệt của mình suy nghĩ không chịu thực hành. Đó là cái mê của chúng sanh. Mà bị Phật vỡ. Nếu nên biết thọ ấm cũng như thế này anh An, các tướng trơn rít lạnh nóng ấy chẳng phải do hư không hay bàn tay mà có này anh An, nếu các tướng trơn rít lạnh nóng sanh ra do hư không thì cảm xúc được bàn tay cũng có thể cảm xúc được thân thể, không lý nào hư không lại chỉ lựa bàn tay làm chỗ cảm xúc, thấy không? Nếu cảm xúc được thì trong thân thể, trong tất cả. Nếu các tướng trơn rít lạnh nóng do bàn tay mà có thì lúc nào cũng cảm xúc được, do bàn tay mà có thì lúc nào nó cũng cảm xúc, tại trong khi mà xoa nó mới có,
toàn là nó kêu là nó cái gì đó, nó mù quáng, có thể dùng cái tiếng đó, mù quáng, rồi nó sanh ra những cái chuyện, sanh khởi những chuyện đó, rồi người đời lại cho cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng, mà cái chuyện tĩnh tâm, cái chuyện quan trọng kia lại vứt bỏ nó đi suốt cuộc đời. Thực gì tuy không có nghĩ tới, nếu không nghe được giáo pháp của Phật. Lại nếu tự bàn tay sanh ra các cái tướng cơn rất là nóng, thì khi xoa lẫn nhau biết có cảm xúc, đến lúc buông ra cũng phải có cảm xúc, cho đến xương tủy của bàn tay cũng phải biết cảm xúc ra vào chỗ nào. Vì sao lại không biết, mà chỉ là nổi trên cái bàn tay cảm giác biết thôi. Đó. Giả sử bàn tay và xương tủy đều biết đi nữa, cảm xúc khi ra khi vào, thì thành ra có một vật tượng cảm xúc đi qua đi lại mãi trong cơ thể. Cớ sao lại đợi khi bàn tay xoa lẫn nhau mới biết cảm xúc? Đó. Tất nhiên là chỉ là thọ lãnh thọ. Lãnh thọ là do một cái gì cố chấp đó thôi. Rồi lãnh thọ cho là trơn là gì đó, rít là gì đó. Chứ còn sự thật nó không có phải cố định cái tên của nó vậy. Thể theo cái lý ấy mà nhận định thì thọ ấm giả dối tức là hư vọng. Vốn không phải là nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên, là mù quáng, thì cố chấp, chứ không phải là nhân duyên tự nhiên. Diệu lý, thọ ấm giả dối tạo thành. Về cái thọ ấm giả dối tạo thành như tôi nói nãy đó, dầu cho mình thọ đó là một cảnh vui đi nữa, hồi nãy tôi nói là cái cảnh khổ, cái cảnh bị người ta mắng, người ta chửi, người ta ở ngoài đời gọi là người ta rầy mắng chửi đó. Giả sử bây giờ gặp người ta khen đi, không khen đâu, để thôi lúc này thiệt á, tôi thấy ông thì lúc này có bộ sáng suốt giác ngộ lắm này kia kia đó, nghĩa là khen đâu để. Thì giả sử có cái khen đáo để đó đi nữa, cũng là nằm trong vòng khen để mà chê để mà khen. Thì khi nghe người ta khen như vậy rồi, thì đừng có theo cái tiếng khen đó mà mừng, bởi vì mừng quên tu hết rồi. Bữa nào mà đi gặp bạn bè gì họ khen kia, họ nói chị lúc này chúng ta coi bộ, có lẽ là chị nhờ niệm Phật sao mà coi chị coi bộ tướng hạng văn minh. À, lúc này sao bộ ngon lành lắm à, đêm nó về tối mà niệm Phật đi. Nhiều khi ngủ không được nữa là khác, thấy đừng có nói tới niệm Phật nữa, sao ta khen mình đâu nể. Đó là cái vọng, thấy không? Cái vọng nó lốt vọng này thấy. À. Cơn rít lạnh nóng hoành hành do đâu? Là do nó cái sự mà xoa đó. Do người vọng động quá sâu, nhân duyên tự nhiên nở hầu đừng kiếm. Do cái vọng động nó quá sâu đi. Cái vận động nó từ đời nào tới bây giờ, chứ không phải là mới trong cái đời cha mẹ mình sinh bây giờ đây đâu. Nó kêu là câu sanh phiền não. Cái phiền não nó đồng sanh với cái từ đời nào tới bây giờ. Bây giờ chỉ tới tượng ấm. Anh An, ví như có người khi nghe nói đến cái quả mơ chua, mơ cho mạnh mẽ, thì trong mồm có nước miếng chảy ra. Có không? Khi nghĩ đến đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân ghê rợn. Ví dụ như bây giờ mình cứ nghĩ là đứng ở trên một cái chốt, một cái đá nhọn, thì cứ nghĩ rằng cái lòng bàn chân thấy nó ê, nó hơi ê. Tưởng, cái đó kêu tưởng ấm à. Nên biết tưởng ấm cũng là như vậy. Thầy anh nên câu chuyện mơ chua như thế không phải do quả mơ chua sinh ra, không phải do cái mồm mà vào, mồm vào cái miệng. Thật vậy, này A Nan, nếu quả mơ sinh ra thì quả mơ tự nói lấy, sao phải chờ người ta nói? Nếu mà từ cái quả mơ mà sinh ra thì nó phải nói lên chứ. Nó nói chua, nó có nói gì đâu. Đó. Nếu do cái mồm mà vào thì lẽ ra cái mồm phải tự nghe lấy, nó không có nghe. Cần gì phải đến lỗ tai, phải nhờ lỗ tai chứ. À, nó liên kiện tiếp nối, nó mê. Một khi mà mê rồi thì nó liên quan, nó khùng nhau hết trời thân. Nếu riêng mình lỗ tai nghe thì nước bọt kia sao lại không từ lỗ tai chảy ra, thấy chưa? Mà lại nghe nói là từ nước miếng, từ miệng chảy ra. Đó, khổ vậy đó.
câu chuyện nghĩ đến, đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Thế nên biết rằng tưởng ấm là giả dối, tưởng tượng cảnh này, tưởng tượng cảnh kia, đó là giả dối. Giả dối nghĩa là như thế nào? Do cái này, do cái kia. Ví dụ như là tưởng đến một cái cảnh, chẳng hạn như một cái món ăn gì đó, thì cái đó là một cái sự tưởng tượng vậy thôi, chứ nó không có một cái sự thật. Rồi từ nếu là những cái món ăn đó mà nó có thể nó giúp cho cái phần trơn kiến thì nó còn đỡ, nếu mà cái món ăn đó nó giúp cho cái vọng kiến thì nó lại càng xa cho chân tâm nữa. Biết rằng tưởng ấm là giả dấu, vốn không phải nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Tưởng ấm đem ví quả mơ, hay đứng trên dốc thờ ơ đâu thành. Chuyện này phải xét lại, đừng có nên thờ ơ. Chuyện này cũng chuyện quan trọng đó, vì cái vấn đề tưởng tượng. Trí cao chiếu phá đành đành, người mà có cái trí quá cao rồi đó, thì cái vấn đề này chiếu phá một cách dễ dàng lắm. Nó phi tất cả mới giành được chân tâm, nó phải phi tất cả, phải bỏ tất cả, phải không tất cả thì mới giành được chân tâm về mình. Nếu mà mình cứ không có, cứ theo nó thì cái chân tâm phải nó chạy cái vọng, nó phải chạy theo nó. Bây giờ tới hành ấm. Anh An ví như dòng nước dốc. Nếu không quý vị thấy cái dòng nước mà từ ở trên cao mà nó chạy xuống, nhất là mấy cái thác nước đó, thì quý vị thấy không? Nó chạy trắng xóa, nó chạy liên tục với nhau hết. Hành, cái tâm niệm của mình cũng vậy. Tới hình nó tới hành ấm á, là nó như vậy, nó phải hiểu như vậy. Nghĩa là nó không liên quan gì hết. Vì nó tế nhị quá cho nên nhiều khi mình không để ý. Hành ấm. Này anh em, ví như dòng nước dốc, sông ngoài, nối nhau lớp trước, lớp sau không vượt, họ khỏi nhau. Nên biết hành ấm cũng lại như vậy. Mình thấy một cái thác nước nó chảy trắng xóa, mình tưởng đó như một tấm vải, một tấm lụa trắng, cái sự thật ở trong đó là nó từng giọt nó liền với cái gì, nó quá nhanh đi, cho nên mình không có tưởng tượng, mình không có tưởng tượng được là nó quá nhanh như thế. Thì cái thiên lưu biến chuyển trong cái dòng tâm niệm ý thức vọng đạo của mình cũng như vậy đó. Này anh em, dòng nước như vậy, không nhân hư không mà sinh, không nhân nước mà có, không phải tính nước, cũng không ra ngoài hư không và tính nước. Nghĩa là nếu nói phía nào luận lý nó đều tập hết. Mà nếu muốn nói cho đúng á, là nên nghiệm xét, đừng có nên chạy theo cái cảnh bên ngoài, thì quả may mới được cái chân kiến. Chứ chưa phải là chân tâm, chân kiên. Đúng như thế anh An, nếu nhân hư không mà sinh, thì cả thập phương hư không vô cùng tận. Phải thành dòng nước vô cùng tận, nếu mà nhân hư không mà sanh, thì tất cả trên cái hư không này là nước nó chảy hết thôi chứ. Chứ đâu có phải nó chỉ có cái thác nước hay là cái chỗ đó thôi. Và tự nhiên thế giới đều bị chìm đắm cả. Nếu nhân nước mà có, thì dòng nước dốc ấy, bản tính lẽ ra không phải là nước nữa, mà và hiện nay đã có thể chỉ ra hai tướng của nước và của dòng nước khác nhau, nước và dòng nước. Nếu dòng nước dốc tức là tánh nước, thì khi nước dừng lại lẽ ra không phải là nước nữa. Nếu ra ngoài hư không và nước, thì không có cái gì ở ngoài hư không và ngoài nước ra, không thể có dòng nước được. Đó, nó thì làm sao cái dòng nước. Vậy nên biết rằng hành ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Ví như dòng nước sóng ngoài, dòng nước gọi là sóng ngoài, lớp lớp tiếp nối trong ngoài khó phân, hành ấm liên tục tâm thân, tự nhiên không có duyên nhân ra ngoài. Nghĩa là tự nhiên không có, mà nhân duyên cũng phải bỏ nó đi. Chỉ vì thích ấm, Đức Phật dạy anh An, ví như có người lấy một cái bình tầng già, có hai lỗ trống, bịt kín cả hai lỗ lại, vác nguyên một cái bình hư không đó, đi đường xa thiên lý, để tặng nước khác.
tặng một cái nước khác. Đây là một cái thí dụ Đức Phật đưa ra hồi Phật tại thế. Phải biết cái thức ấm cũng là như vậy đó. Cái thức ấm nó giống cũng như là ở trong một cái trong cái ấm cơm cái hai, không mình hiểu cái đó cho nó dễ đi. Nó cái bình tầng già kháo ở trong đó, đặc biệt hai đầu lại dĩ nhiên ở trong là cái khoảng trống đó trống trên sao? Thì thức ấm nó cũng vậy đó, nó giống như ở trong đó. Thì bởi vì nó không có chỉ được, nó không có tìm được. A Nan, nếu hư không ở trong bình, chẳng phải từ nước bên kia tới, nước bên mà mình tới mình tặng cái bình đó, cũng chẳng phải từ nước bên này vào. A Nan, nếu hư không trong bình từ nước bên kia mà tới, đáng lý phải thấy hư không thiếu một phần. Nếu mà bên kia nó tới thì nó có một phần, nhưng chẳng thiếu chút nào cả. Hư không là hư không. Lại nếu hư không trong bình từ nước bên này mà vào, thì khi khai lộ bình, tương miệng bình đó, đáng lẽ hư không phát ra. Lúc đó mà khai miệng bình, hư không nó chảy ra, nhưng không thấy nó xuất hiện. Đâu là nó theo nó đó. Thức ấm con người cũng vậy, nó tự nhiên, nó cũng như là cái năng lực của điện, cũng như cái năng lực của điện. Khắp chu biến pháp giới chỗ nào cũng có năng lực của điện hết, nhưng mà diễn tả nó không được, nói nó không được. Nhưng mà nó phân biệt dễ sợ. Nó vào trong quạt thì quạt xoay, nó vào trong máy thì máy chạy, nó vào trong bất cứ một cái địa hạt nào nếu có điện, thì cái thức của người nó cũng được. Thể theo lý ấy nên nhận định thức ấm luống dấu tức là hư vọng, không phải là nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên. Tầng già bình nổi mang đi, giữ nguyên không tánh thoát ly.